Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 26. Nước sâu. Lâm Tử Long đương nhiên cũng là một bộ mặt chết chóc. Khi bạn cho rằng đối thủ của mình cùng lắm chỉ là một con kiến, bạn có lòng tin tràn đầy chỉ một cước đạp xuống, cảm thấy có thể trực tiếp giẫm chết nó. Nhưng cuối cùng, bạn lại phát hiện, con kiến đó lại là một con hổ, nó biến hóa nhanh chóng, một cú ngoạm răng liền có thể cắn đứt đầu bạn. Thật ra thì, chỉ cần dựa vào việc anh đụng đến Thượng Quang, tôi đã có thể quang minh chính đại giết chết anh rồi. Nhưng dù sao anh cũng là họ hàng của Tề gia, mặc dù không có quan hệ huyết thống gì với tôi, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là anh em họ. Sau này làm người nên khiêm tốn một chút, đừng nghĩ đến việc lên mặt, cũng không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười hâm chọc nhìn Lâm Tử Long, chậm rãi nói. Sắc mặt Lâm Tử Long trắng bệch, hung hăng nắm chặt nắm đấm của mình, anh ta thực sự có chút hối hận vì đã đến đây. Cũng không biết tin đồn kia ở đế đô là do ai lan truyền, nói là Tề Đẳng Nhàn làm chuẩn tướng, sau đó thỉnh thoảng lại có người ở bên tai anh ta nói vài câu. Ngọn lửa trong lòng anh ta, cũng lúc càng khó kiềm chế. Thêm vào đó, Tề Vân Phong tuyên bố với bên ngoài rằng Tề Đẳng Nhàn vô lễ, đuổi ông ta ra khỏi Thiên Lai Capital, lại càng cho anh ta một cái cớ làm khó dễ. Phấn khích đến đây, kết quả lại là đưa đầu vào miệng súng. Quỷ mới biết làm thế nào mà một kẻ nhà quê chui ra từ nhà tù nhỏ bé này, lại luyện ra được một thân sức mạnh cường bạo như vậy. Tề Đẳng Nhàn, cậu đây là biết rõ không thể mà vẫn làm, đi đến cuối cùng, cũng chẳng qua là tự chịu diệt vong. Triệu gia, là gia tộc cậu có thể chống lại sao? Lâm Tử Long vẻ mặt dữ tợn nói. Tưởng Thiên Hà ở một bên nghe nói như thế, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Triệu gia, còn có thể có Triệu gia nào? Tề Đẳng Nhàn nói, nợ, cuối cùng cũng phải trả, Triệu gia nợ tôi bao nhiêu, tôi sẽ đòi bấy nhiêu. Lâm Tử Long, ngoan ngoãn cút về đế đô đi, Trung Hải nước sâu, không phải là nơi mà một con cá trạch nhỏ như anh có thể trộn lẫn vào. Sau khi nói xong lời này, hắn một cước đá bay lên. Oang! Cơ thể Lâm Tử Long bay ra ngoài như một con diều đứt dây, vẽ nên một đường cong xinh đẹp trên không trung, rơi ra khỏi sân huấn luyện. Tề Đẳng Nhàn ngược lại cũng nhân từ, cho Lâm Tử Long một ít thể diện, lần này, anh ta không cần phải từ đây bỏ ra ngoài. Tưởng Thiên Hà thấy một màn như vậy không khỏi ngượng ngùng cười cười, người ta cũng đã là bại tướng dưới tay rồi, không cần phải động thủ, cách làm này có chút lưu manh a. Anh ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự rất mạnh, nhưng thái độ làm người lại có chút nhỏ nhen, xét cho cùng, lần trước đánh bại Lý Trường Hồng cũng là bày mưu tính kế. Lần này lại là đột nhiên tấn công đánh bại Lâm Tử Long. Tề Đẳng Nhàn nếu biết được tâm tư này của Tưởng Thiên Hà, cũng sẽ thẳng thắn thừa nhận, hắn từ nhỏ tiếp xúc với đám cặn bã, đương nhiên sẽ cảm thấy không từ thủ đoạn để chiến thắng là chuyện bình thường. Đối mặt với người đáng tôn kính, hắn có lẽ vẫn có ba phần tôn trọng, nghiêm túc đối đãi. Nhưng đối mặt với người khiến hắn khinh thường, vậy thì chỉ có thể cười ha ha. Đám thủ hạ của Lâm Tử Long thấy anh ta bị đá bay ra ngoài, sắc mặt biến sắc, vội vàng chạy ra ngoài, đỡ người từ dưới đất lên. Một cước này thoạt nhìn rất nặng, nhưng thực chất không sao, Lâm Tử Long lại là người luyện võ nhiều năm, gân cốt da thịt sức chịu đựng sớm đã khác với người bình thường, cho nên không có bị thương quá nặng. Đi Lâm Tử Long sắc mặt tối tăm nghiến răng nghiến lợi nói, lần này đến Trung Hải, thế mà lại mất hết mặt mũi, chỉ có thể quay về trước sau này tìm cách quay trở lại. Lâm Tử Long vừa đi, các chiến sĩ đại đội tiên phong lập tức súng lại, hoan hô tới tấp. Giáo quan thật lợi hại, một trưởng liền trực tiếp hạ gục người ta rồi. Chiêu này của giáo quan tên là gì vậy, nói cho tôi biết đi, tôi học hỏi một chút ra. Cầu xin giáo quan truyền thụ tuyệt học, tôi nhất định cố gắng học tập. Các chiến sĩ mồm năm miệng 10, không tiếc lời ca ngợi, khen Tề Đẳng Nhàn lên tận trời xanh. Tề Đẳng Nhàn cũng không nhịn được đắc ý cười. Nói, một trưởng này chỉ là ma trưởng trong bát quái trưởng bình thường mà thôi, đúng như tên gọi, vung ra, giống như ma bàn vậy. Được rồi, đừng rông dài nữa, mau xếp thành hàng, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện hôm nay đi. Các ngươi hôm nay bị loại rác rưởi như Lâm Tử Long làm cho nhục nhã, khiến cho ta rất mất mặt a, hôm nay nhiệm vụ tăng gấp đôi. Các chiến sĩ mặt lập tức suy sụp xuống, vừa rồi nịnh nọt cũng vô dụng, còn gia tăng huấn luyện. Thật là quá đáng nha.
Tề Đằng Nhàn hơi có chút cảm thấy bản thân đem tâm lý của một nhà tư bản áp bức nhân viên tăng ca miễn phí vào sư đoàn 81. Sau khi kết thúc 2 giờ huấn luyện, các chiến sĩ đều mệt giống như chó vậy, từng người ngã ngửa xuống đất thở hổn hển. Hôm nay đã rất lạnh rồi, nhưng bọn họ vẫn nằm như vậy không muốn dậy, không còn cách nào khác, thật sự quá mệt mỏi rồi. Kết thúc, Tề Đằng Nhàn mỉm cười, vỗ vỗ tay, sau đó lập tức rời khỏi sân huấn luyện. Đại đội trưởng ở phía sau đuổi theo, nói, giáo quan, khi nào tôi có thể lại mang theo súng phóng tên lửa bắn lần nữa ở hiện trường A? Tề Đằng Nhàn nói, chờ bọn họ cải tạo xong rồi nói sau. Hắn đã theo dõi diễn biến của khách sạn Ancientia, gần đây đích thực là đang cải tạo, xem ra, Tự An không nỡ chi tiền, khách sạn này, mặc dù còn phải bị phá một lần nữa, nhưng dù sao suy cho cùng cũng phải kinh doanh. Tề Đằng Nhàn khoác chiếc áo khoác lớn, rời khỏi sư đoàn 81, nhìn lên bầu trời có chút âm u. Thời tiết thay đổi nhanh thật, xem ra, mấy ngày sắp tới sẽ có tuyết rơi. Hắn lên chiếc Volkswagen Phaeton của mình, một đường lái thẳng đến công ty. Hắn đối với trạng thái của bản thân gần đây vô cùng hài lòng, hôm nay một trưởng kia, uy lực có chút ngoài dự liệu của hắn. Đi được nửa đường, hắn nhận được điện thoại của Hoàng Tình Ca. Đã lâu rồi cũng không liên lạc với vị công chúa đệ nhất của thành phố này, có lẽ, Hoàng Tình Ca đã tỉnh táo, hiểu rõ cảm xúc của bản thân dành cho Tề Đằng Nhàn, thật ra chỉ là sự biết ơn, chứ không phải tình yêu. Tề Đằng Nhàn, bây giờ có rảnh không? Hoàng Tình Ca cười nói. Tôi có thể nói không rảnh sao? Tề Đằng Nhàn biết đây là giọng điệu có việc cần hắn giúp đỡ. Hoàng Tình Ca ngạc nhiên một chút, sau đó dở khóc dở cười nói, tôi đang chơi ở câu lạc bộ Thượng Động, anh mau tới đây đi, có chuyện muốn nói với anh. Tề Đằng Nhàn nói, tôi không muốn vận động lắm. Hoàng Tình Ca nói, mau tới đây đi, còn là bạn bè hay không? Tề Đằng Nhàn cười bất lực, nói, được rồi, cô chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Hoàng Tình Ca nói, tôi ở bãi tập bắn cung bên này, chờ anh nha. Tề Đằng Nhàn nghĩ Hoàng Tình Ca chơi cái gì không chơi, nhất định phải đi bãi tập bắn cung gì đó, sẽ không phải lại ở nơi đó gặp phải Ngọc Tiểu Long chứ. Tuy nhiên, từ sau khi lần trước hắn thắng Ngọc Tiểu Long, cô cũng rất ít xuất hiện ở bãi tập bắn cung đó nữa. Nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ đến, cho nên, phong độ của câu lạc bộ vẫn được duy trì khá tốt, dù sao, có chiêu bài Ngọc Tiểu Long ở đó. Không cần lo không kinh doanh được. Nếu như doanh nghiệp nào có thể để Ngọc Tiểu Long làm quảng cáo tuyên truyền cho bọn họ, chậc chậc, vậy làm ăn phỏng chừng không cần phải nói. Tề Đằng Nhàn trong lòng nghĩ một chuyện không có khả năng thực hiện. Rất nhanh, hắn lái xe đến câu lạc bộ Thượng Động, siết chặt áo khoác lớn bên ngoài. Dù sao bên trong đang mặc một bộ chiến phục màu đen, trên vai còn gắn quân hàm chuẩn tướng Long Tinh, cứ như vậy xuất hiện ở nơi đông người, không khỏi có chút quá nổi bật. Tuy rằng Tề Đằng Nhàn có đôi khi cũng rất lẳng lơ, nhưng không phải lúc nào cũng lẳng lơ như vậy. Hoàng Tình Ca chơi bắn cung với một vài người bạn ở bãi tập bắn cung, những người xung quanh cô ấy, đương nhiên đều là con cháu cán bộ cấp cao. Khi Tề Đằng Nhàn đến, vừa lúc Hoàng Tình Ca đặt cung xuống, nhìn thấy trang phục của hắn không thể nhịn được cười nói, như thế nào anh lại ăn mặc giống như một ông chú nhỏ vậy? Tề Bình Nhàn nhún vai nói, chẳng lẽ không đẹp trai sao? Tình Ca, người này là ai vậy? Một cô gái hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tề Đằng Nhàn có chút không thiện cảm, giống như là đang đánh giá một con cóc ghẻ vọng tưởng ăn thịt thiên Nga. Hoàng Tình Ca nói, một người bạn tốt, tôi tìm anh ấy có chút chuyện cần thương lượng. Tề Đằng Nhàn từ lâu đã quen với những kẻ nhìn bề ngoài xem thường người khác, nên mặc kệ. Hoàng Tình Ca trực tiếp dẫn Tề Đằng Nhàn đến một khu nghỉ ngơi ngồi xuống, sau đó chọn hai ly cà phê Blue Mountain đắt đỏ. Chuẩn bị cùng hắn nói chuyện. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì, tôi rất bận đấy. Tề Đằng Nhàn vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi biết, anh là người rất bận rộn à. Hoàng Tình Ca mím môi cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ tóc mái trên trán, tạo cho người ta cảm giác đẹp không sao tả được. Tề Đằng Nhàn đối với cô ấy không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng điều này cũng không cản trở tâm trạng ngắm nhìn mỹ nữ của hắn. Như lão đại gia nói, tôi mỗi ngày đều phải nhìn nữ nhân, bởi vì nhìn nữ nhân, có thể khiến tôi hạnh phúc về thể chất và tinh thần. Tề Đằng Nhàn cũng cảm thấy bản thân nhìn nhiều mỹ nữ một chút, ít gặp những kẻ ngốc như Lâm Từ Long, có lẽ có thể sống lâu trăm tuổi. Hoàng Tình Ca trầm ngâm một lát, lúc này mới cười nói, là như này,
Bác cả tôi muốn đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị, hỏi anh còn thiếu vốn không? Tề Đẳng Nhàn mới gặp qua Hoàng Văn Đào vài ngày trước đây, bây giờ Hoàng Tình Ca liền tới hỏi hắn về chuyện này, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nhưng mà, hắn suy nghĩ lại trong chốc lát cũng đã hiểu ra. Trước đây, hắn tự mình đến nhà Hoàng Văn Đào cùng Hoàng Văn Lãng huynh đệ hai người họ nói qua việc hủy bỏ đầu tư. Tuy nhiên, Hoàng Văn Lãng không coi ra gì, Hoàng Văn Đào càng không coi ra gì, chỉ cho rằng hắn là vì giảm bớt áp lực cho tập đoàn Hướng Thị mà đến. Hiện tại thì sao, vốn của Hoàng Văn Đào đã bị mắc kẹt, nhất định sẽ thua lỗ toàn bộ khoản đầu tư này, tổn thất này, khiến cho ông ta rất đau lòng. Ngay từ đầu không nghe lời Tề Đẳng Nhàn nói, Hoàng Văn Đào đến Tiên Lai Capital với khuôn mặt già nua, lại muốn nói chuyện đầu tư kiếm tiền, thật đúng là không có mặt mũi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nhờ tới cháu gái Hoàng Tình Ca người có quan hệ không tệ với Tề Đẳng Nhàn tới hỏi câu này. Hoàng Kỳ Bân tự nguyện giúp đỡ, dù sao anh ta và Tề Đẳng Nhàn có thể nói là bạn chí cốt sau khi trải qua một đêm ở Thủy Hội. Nhưng Hoàng Văn Đào cảm thấy anh ta không đáng tin cậy, nhờ vả người khác loại chuyện này, vẫn là để cho một mỹ nữ xinh đẹp làm sẽ thỏa đáng hơn, nhiệm vụ đương nhiên liền rơi xuống trên người Hoàng Tình Ca. Nói thật thì, không thiếu, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Hoàng Tình Ca cũng không ngạc nhiên, các doanh nghiệp khác đều đi khắp nơi để xin vốn. Nhưng tập đoàn Hướng Thị không cần thiết a, 50 tỷ đồng, con mẹ nó dầu nứt đố đổ vách a. Hoàng Tình Ca thở dài nói, thực sự, cũng trách tôi với anh trai tôi lúc trước không quá coi trọng chuyện này. Nếu không, nếu tôi khuyên bảo bố tôi với bác cả, nói không chừng bọn họ sẽ hồi tâm chuyển ý. Tề Đẳng Nhàn nói, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Thời điểm đó, Hoàng Đại Tiên Sinh không tín nhiệm tôi, vậy cũng bình thường, không có gì đáng trách. Cho dù cô đi khuyên bảo, đoán chừng cũng không có tác dụng. Hoàng Tình Ca chỉ có thể cố gắng thuyết phục nói, anh xem, có thể để bác cả tôi đầu tư vào không? Bác ấy đã cố gắng gom góp thế chấp tài sản, có thể góp vốn khoảng 1 tỷ. Giá trị là giá trị, tiền mặt là tiền mặt. Có một số ông chủ lớn giá trị tài sản lên đến hàng trăm tỷ, nhưng tiền mặt trong tay có lẽ cũng chỉ khoảng vài triệu thì không có gì lạ. Hoàng Văn Đào ném nhiều tiền như vậy vào liên minh kinh tế từ thị mà không làm gì, còn có thể gom góp được 10 tỷ đoán chừng cũng là liều cái mạng già, nói không chừng là dùng cả mối quan hệ của em trai mình Hoàng Văn Lãng từ ngân hàng nào đó gom góp được một chút. Lúc nói lời này, sắc mặt Hoàng Tình Ca đỏ bừng, hiển nhiên cũng cảm thấy xấu hổ. Cách làm như vậy, đồng nghĩa với việc nhặt tiền tại cửa vào, ý nói đây không phải một cuộc giao dịch một một, mà giống như một cơ hội kiếm lời nhanh chóng. Tề Đẳng Nhàn nhìn Hoàng Tình Ca, trầm mặc im lặng. Không được thì thôi, thỏa thuận không thành thì vẫn hết lòng quan tâm giúp đỡ nhé, chúng ta vẫn là bạn tốt. Hoàng Tình Ca cười nói. Thỏa thuận thành công thì không phải là bạn tốt sao? Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười hỏi ngược lại một câu. Nếu thành công, chúng ta có thể thử làm người yêu của nhau à? Hoàng Tình Ca đá nhẹ đôi chân dài của mình, chiếc quần thể thao hơi bó sát. Tôn lên đôi chân thon dài mượt mà trắng trẻo xinh đẹp. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười, nói thực tế như vậy à. Hoàng Tình Ca nói, có cái gì thực tế, anh có thực lực có năng lực, anh làm bạn trai của tôi cũng không thiệt thòi, cha tôi với bác cả tôi cũng chắc chắn giơ hai tay tán thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Đẳng Nhàn nói, được rồi, biết thành ý của cô rồi. Chuyện người yêu coi như xong đi. Tôi giữ thể diện cho cô cũng đã ra mặt nhờ vả tôi cũng ngại từ chối. Nhưng mà, tôi cũng có một điều kiện. Hoàng Tình Ca nói, anh nói thử xem. Tề Đẳng Nhàn nói, ông ta có thể đầu tư tiền vào, nhưng mà không thể thu hồi tiền ngay sau khi kết thúc thương chiến, nhất định phải có thời hạn, ngắn nhất lấy 5 năm kỳ hạn như thế nào. Hoàng Tình Ca lập tức nhảy dựng lên, nói muốn tham khảo ý kiến của Hoàng Văn Đào, vội vàng cầm điện thoại di động sang một bên gọi điện thoại. Đúng lúc này, một người đàn ông đi tới. Hắn là bạn của Hoàng Tình Ca, Tề Đẳng Nhàn vốn chuẩn bị chào hỏi. Nào nghĩ đến đối phương trầm mặt xuống lạnh lùng nói, cách Hoàng Tình Ca xa một chút, cô gái như cô ấy, không phải ngươi loại rác rưởi như mày có thể vọng tưởng đâu. Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, sau đó giơ tay nói với Hoàng Tình Ca, này, Hoàng Tình Ca, chúng ta vẫn cứ là người yêu nhau đi. Hoàng Tình Ca đang gọi điện thoại, nghe nói như thế. Cho rằng hắn chỉ là đang nói đùa, quay đầu lại mỉm cười lịch sự với Tề Đẳng Nhàn.
Con mẹ nó, người đàn ông kia giận tím mặt, hận không thể đá một chân vào mặt của Tề Đẳng Nhàn. Cô gái vừa nãy mới nói chuyện đi tới, hờ hững nói, Lỗ Thiếu chính là công tố viên cấp cao trẻ tuổi nhất của thành phố Trung Hải, tôi khuyên anh tốt nhất không nên trêu chọc anh ấy, nói không chừng, anh sẽ hối hận. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng, công tố viên cấp cao thật lợi hại a, không biết so với mình chuẩn tướng trẻ tuổi nhất quốc gia thì ai lợi hại hơn nhỉ? Lỗ Nam nói, bác cả của Hoàng Tình ca hiện tại cần tiền, tao có thể giới thiệu cho ông ta một nguồn vốn tốt, mày làm được không? Cho nên, đừng nghĩ về việc đó nữa, sớm cút đi, tránh cho một lát nữa tao cho mày xấu mặt, không có chỗ chui xuống. Hoàng Tình ca lúc này đã nói chuyện điện thoại xong, đang quay trở lại. Hai người nói chuyện gì vậy? Hoàng Tình ca hỏi. Lỗ Nam cười ha ha nói, không có gì, cùng vị huynh đệ này tán gẫu. Hoàng Tình ca âu một tiếng, Lỗ Nam liền nói, chúng ta đi bắn tên trước, cậu nói chuyện xong thì mau tới đây, còn thiếu một ván chưa xong đâu. Được, Hoàng Tình ca đồng ý. Đợi đến sau khi Lỗ Nam cùng cô gái kia rời đi, Hoàng Tình ca mới nói, bác cả tôi đồng ý, đừng nói 5 năm, 10 năm đều không thành vấn đề, chỉ cần anh có thể đồng ý để cho bác ấy đầu tư. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nhận lấy hơn 10 tỷ của Hoàng Văn Đào để đầu tư dài hạn và kiếm tiền. Để cho ông ta tham gia cuộc thương chiến này kiếm lại một chút lợi nhuận là chuyện nhỏ, cả hai bên đều có thể có lợi. Còn có một chuyện nhờ vả anh, là chuyện của bố tôi. Hoàng Tình ca lại nghiêm túc nói. Đối với việc của Hoàng gia, đương nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ tận lực giúp đỡ. Dù sao, quan hệ giữa hắn và Hoàng Kỳ Bân coi như cũng không tệ, nói như thế nào cũng là bạn bè. Hơn nữa, Hoàng Văn Lãng là người đứng đầu thành phố Trung Hải, giúp ông một chút. Bản thân làm việc ở thành phố Trung Hải cũng dễ dàng hơn. Hoàng Văn Đào có việc tìm Hoàng Tình ca để nói, Hoàng Văn Lãng có việc cũng tìm Hoàng Tình ca, điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra, chuyện lần trước, vẫn là để cho hai huynh đệ họ không dám đối mặt với hắn. Hoàng Tình ca thấy biểu cảm kỳ lạ của Tề Đẳng Nhàn, vội vàng nói, không phải bố tôi bảo tôi đến tìm anh, mà là tôi lo lắng, cho nên tới tìm anh. Tề Đẳng Nhàn không khỏi kinh ngạc ồ một tiếng, nói, không phải ông bảo cô tới tìm tôi. Vậy thì có chuyện gì vậy? Là thế này, bố tôi lúc mà còn chưa làm thị trưởng, đã từng lập được công lao lớn. Ông ấy phá được một vụ án mua bán tài nguyên trái phép, liên quan đến một nhân vật rất quyền lực. Nhân vật quyền lực này trước khi sự việc xảy ra đã trực tiếp trốn khỏi Hoa Quốc, trốn ra nước ngoài. Hơn nữa, vụ án này cũng bị liệt vào bí mật cao cấp và được niêm phong. Nhưng gần đây, vụ án này lại bị dò dỉ ra bên ngoài. Hoàng Tình ca đem chuyện này kể lại cho Tề Đẳng Nhàn, vẫn là chuyện trước khi Hoàng Văn Lãng trở thành thị trường. Vụ án được liệt vào cơ mật cao cấp bị lộ ngoài, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cũng chẳng có gì lạ, Hoàng Văn Lãng thân ở địa vị cao, khẳng định là có một vài kẻ thù. Đối thủ của ông vì đối phó ông, đem chuyện năm đó cố ý tiết lộ ra ngoài, mượn tay người khác tấn công ông, bản thân không mất chút sức lực. Quả thực không quá thoải mái. Hoàng Tình ca nói, nhân vật quyền lực này sau khi biết được tin này, đã phát ra tin đồn rằng sẽ trả thù trả thù. Tề Đẳng Nhàn nói, đơn giản mà, bố cô là thị trưởng thành phố, trực tiếp tìm sự bảo vệ từ Cục An ninh Quốc gia hoặc Bộ Chiến tranh là được mà. Hoàng Tình ca cười khổ, nói, sự việc nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lúc trước vụ án này cũng không ai dám điều tra đến cùng. Vì liên quan đến quá nhiều đại nhân quan chức cấp cao. Đây cũng coi như là một vụ bê bối lớn, cấp trên vì không muốn làm lớn chuyện nên mới niêm phong hồ sơ. Cho nên, bố tôi căn bản không thể tìm sự giúp đỡ từ phương diện này, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng phương thức tương đối bí mật để giải quyết. Bên Cục An ninh Quốc gia mặc dù phái một vị cao thủ đến bảo vệ bố tôi, nhưng tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi gật gật đầu. Hắn sinh ra trong một gia đình quyền quý, tự nhiên là rất rõ có một số chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, bên trong lại cất giấu nhiều điều xấu xa. Ví dụ như một số chính sách đặc biệt, thoạt nhìn là đem lại lợi ích cho mọi người, nhưng thực chất chứng chỉ nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho một số tầng lớp đặc quyền quang minh chính đại rửa tiền mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nói, cho nên, nhân vật quyền lực này là ai? Hoàng Tình ca mím môi. Thấp giọng nói, tôi cũng là nghe lén cuộc đối thoại giữa bố tôi và bác cả tôi mới biết được chuyện này, anh đừng nói ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, ý là cô ấy muốn nói hay không cũng được.
Hoàng Tình Ca nhìn thấy bộ dạng Tề Đẳng Nhàn không khỏi có chút tức giận, cái tên này, khiến người ta thấy ghét thực sự, hận không thể chém hắn một đao. Người đó tên là Hồng Thiên Đô, hẳn là anh đã nghe qua rồi. Hoàng Tình Ca nói. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe được cái tên này không khỏi tức giận nhíu mày, nói, nhân vật chính của vụ phản quốc năm đó, ông trùm nổi tiếng của Cục An ninh Quốc gia, Hồng Thiên Đô người được ca ngợi là La Hán Quốc gia. Sau khi nói xong lời này, hắn không khỏi bĩu môi, nói, vậy bố cô thật đúng là gặp phải đại nạn. Hồng Bang thế lực này, chậc. Hồng Bang, là một thế lực đã được hình thành cách đây hàng trăm năm trước, vẫn còn tồn tại cho đến nay, có nền móng mạnh mẽ, dù số lượng đệ tử tuy không nhiều như Long Môn, nhưng cũng có thể nói là hàng ngàn người. Người trong tổ chức này, có những người vô danh lẩn trốn trong xã hội, có người thành công và đứng trên đỉnh cao của quyền lực, có những người sở hữu sức mạnh vũ trang và coi thường pháp luật, có người gia đình giàu có một phương. Hồng Thiên Đô chính là đệ tử Hồng Bang, sau khi gia nhập Cục An ninh Quốc gia, dựa vào năng lực cá nhân xuất sắc, dựa vào sự hỗ trợ của Hồng Bang, một đường lên như diều gặp gió. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng ông ta sẽ đạt được thành tựu to lớn hơn trong tương lai, thì một tin tức như sấm sét xuất hiện, Hồng Thiên Đô đã đào tẩu khỏi quốc gia. Bây giờ, Tề Đẳng Nhàn xem như đã hiểu, hóa ra lúc đó Hồng Thiên Đô trốn ra nước ngoài là vì nguyên nhân này. Khó trách Hoàng Tình Ca lo lắng sau khi Cục An ninh Quốc gia cử cao thủ đến bảo vệ Hoàng Văn Lãng, cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, thì ra là có một nhân vật như vậy nhìn như hổ rình mồi. Cho nên, tôi mới tìm đến anh, tôi cũng không còn cách nào khác. Hoàng Tình Ca buông tay, bất đắc dĩ nói. Chuyện này nói thật lòng tôi không muốn tham dự vào, dù sao người liên quan là Hồng Thiên Đô, hơn nữa, không chừng ngay cả Hồng Bang cũng đắc tội. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười nói. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, tình nghĩa của Hoàng Văn Lãng, cũng không đáng giá bằng mạng sống của hắn. Hoàng Tình Ca lập tức sắc mặt suy sụp, nói, vậy mà không có chút tình người sao? Anh nếu có thể giúp tôi, điều kiện gì, tôi đều đồng ý anh. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói sau đi. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Nói là suy nghĩ, nhưng trên thực tế trong nội tâm đã cự tuyệt, không phải vì sợ, mà là cảm thấy làm như vậy không cần thiết, mất nhiều hơn được a. Hoàng Tình Ca thất vọng có thể nói là bộc lộ trong lời nói, nhưng mà, cô cũng không ép buộc quá nhiều, chỉ nói, vậy anh nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. Tôi đã mất mẹ rồi, không thể không có cha nữa. Cô ấy không dễ gì thoát ra khỏi nỗi đau năm đó. Nếu như lại gặp phải đả kích lớn nữa, chỉ sợ thật sự về sau không thể đứng lên được nữa. Ừ, Tề Đẳng Nhàn chỉ lịch sự đáp một tiếng, cũng không có đồng ý. Hoàng Tình Ca cười bất đắc dĩ nói, quên đi, không nói những chuyện này, hôm nay chúng ta vui vẻ chơi một chút. Đi thôi, tôi mời anh bắn cung, nếu anh lợi hại hơn tôi sẽ mời anh cơm tối. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, nói, trình độ của tôi kém cỏi. Đoán chừng là không có lộc ăn cơm tối cô mời. Lời này của hắn thật giống như là đang nói với Dương Quan Quan bản thân không biết đánh cầu lông. Đương nhiên, hắn nói như vậy, cũng không phải giống như trước để Văn Minh xem bóng, mà là vì với Hoàng Tình Ca hơi kéo ra chút khoảng cách, tránh cho đến lúc đó bản thân không tiện từ chối. Đi tới khu bắn tên, Lỗ Nam đang dương cung dựng tên, bốp một tiếng, dây cung vang lên, bia ngắm cách đó 20 bước bị một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Lỗ Thiếu cũng giỏi quá đi, kỹ thuật này thật sự là không thể chê. Tôi thấy Lỗ Thiếu tham gia thi đấu không chuyên, nghiệp dư, đạt được 2 chức quán quân không thành vấn đề. Đúng vậy, Lỗ Thiếu thật đúng là văn võ song toàn, vừa là công tố viên cấp cao trẻ tuổi nhất của thành phố Trung Hải, lại còn có kỹ năng bắn cung xuất sắc như vậy. Lỗ Nam hiển nhiên là trung tâm của đám nhân vật này, dù sao trẻ tuổi có bối cảnh còn có thực lực, đáng để nịnh bợ. Lỗ Nam trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Tình Ca cùng Tề Đẳng Nhàn đi tới, liền nói, Tình Ca, để vị bằng hữu này của cậu cũng tham gia vào trận đấu hôm nay của chúng ta đi. Hắn muốn mượn cơ hội này, sỉ nhục đối thủ một chút. Tề Đẳng Nhàn chỉ lắc đầu, nói thật ngại quá, tôi là một tên nhà quê, môn thể thao quý tộc như bắn cung, tôi không xứng. Tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên. Trò đùa tự chế giễu bản thân của hắn khiến Hoàng Tình Ca buồn cười, hung dữ nhìn hắn một cái. Sao lại nói hết lời thoại chúng tôi chuẩn bị mắng anh rồi? Mấy người tùy tùng bên cạnh Lỗ Nam trong lòng nhìn không được nói thầm, những lời chào phúng kia, những lời như thế sao có thể nói ra ở đây? Lỗ Nam sau khi nghe những lời này của Tề Đẳng Nhàn,
tự nhiên chỉ là khinh thường cười một cái, biết bản thân rác rưởi thì tốt, vậy thì nhanh chóng cút xa một chút. Hoàng Tình Ca cầm lấy cung composite, nói với Tề Đẳng Nhàn, thật sự không muốn thử sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, hai tay đút túi quần, hiển nhiên là không có hứng thú. Cùng Ngọc Tiểu Long so tài, có lẽ có thể làm cho hắn có chút hứng thú, nhưng cùng những người này, thật đúng là ngay cả chút ý nghĩ cũng không có. Thắng là lợi dụng, thua là giả vờ ép buộc, cùng những con người này, thật tẻ nhạt nhàm chán. Lỗ Nam đợi sau khi Hoàng Tình Ca bắn xong vài mũi tên, lúc này mới ho khan một tiếng, nói, Tình Ca, một lát hội trưởng Triệu Hắc Long tới, tôi sẽ giới thiệu cậu với anh ta. Hội trưởng Triệu Hắc Long, là ông chủ của câu lạc bộ Thượng Động, tài lực rất hùng hậu. Với mặt mũi của tôi, dù anh ta không chủ động, anh ta khẳng định nguyện ý bỏ ra chút vốn cho cô. Hoàng Tình Ca gần đây cũng là sử dụng mối quan hệ của bản thân giúp Hoàng Văn Đào gọi vốn, dù sao, lúc này đây Hoàng Văn Đào đang chảy máu rất nhiều, không nghĩ biện pháp kiếm chút tài chính, việc làm ăn của bản thân cũng có thể không giữ được. Người không liên quan thì rời đi một chút đi, Triệu hội trưởng người này, không thích tiếp xúc với những kẻ không thuận mắt. Lỗ Nam nhìn thoáng qua Tề Đẳng Nhàn, nhàn nhạt bổ sung một câu, ý tứ là bảo hắn mau cút đi. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng cười khẩy một cái nói, nhưng mà theo tôi được biết, ông chủ câu lạc bộ Thượng Động đã sớm không phải là Triệu Hắc Long rồi. Lỗ Nam cười nhạo một tiếng, nói, mày lấy đâu ra tin đồn còn con đó. Câu lạc bộ Thượng Động là do hội trưởng Triệu Hắc Long đầu tư xây dựng, sau đó giao cho em trai anh ta Triệu Mộng Long quản lý một thời gian ngắn. Ông chủ câu lạc bộ này, không phải là hội trưởng Triệu Hắc Long, chẳng lẽ lại là mày? Thật buồn cười. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, nói cậu không nhìn lầm, ông chủ câu lạc bộ Thượng Động, bây giờ đúng là tôi. Người xung quanh lập tức cười nhạo, ai nấy đều lắc đầu, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn nói chuyện quá thiếu suy nghĩ. Lỗ Nam nhìn Hoàng Tình Ca cười nói, Tình Ca, người bạn này của cậu từ đâu tới vậy, nói chuyện rất hài hước. Anh ta giữ thể diện cho Hoàng Tình Ca, dùng từ hài hước để hình dung, trên thực tế, trong lòng đang chửi hắn ngu ngốc. Hoàng Tình Ca cũng ngẩn người, nói thẳng, câu lạc bộ Thượng Động đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi. Sao tôi không biết? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, chẳng lẽ câu lạc bộ đổi ông chủ, tôi còn cần phải quảng cáo rộng rãi, để cho cả thành phố đều biết à? Thấy Hoàng Tình Ca có vẻ tin lời Tề Đẳng Nhàn nói cho là thật, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thầm nghĩ đầu óc Hoàng Tình Ca có phải phát sốt hay không, loại chuyện hoang đường này cũng có thể tin. Được rồi đủ rồi, hội trưởng Triệu sắp đến đây rồi, mày đừng ở chỗ này khoác lác, nếu truyền đến ta anh ta, ai cũng giữ không bảo vệ được mày đâu. Lỗ Nam lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không nói gì. Như thế nào tất cả mọi người cảm thấy Triệu Hắc Long là người đáng kính a? Dù sao đối với hắn, anh ta ở trước mặt hắn. Dường như cũng không có gì nổi bật. Đúng vậy, hội trưởng Triệu ghét nhất những kẻ ăn nói lung tung, anh muốn nói lung tung có được thôi, nhưng cút qua một bên a. Chưa từng thấy người nào có thể giả vờ như vậy, rõ ràng không có bản lĩnh gì, lại còn ăn nói mạnh miệng không phù hợp với thân phận, cũng không sợ người khác chế nhạo sao. Tình Ca sau này vẫn nên tránh xa loại rác rưởi như này, tránh làm hỏng bầu không khí xung quanh. Đối mặt với những người bạn đột nhiên gây khó dễ, sắc mặt Hoàng Tình Ca trong nhất thời không khỏi trở nên có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới bọn họ sẽ nói lời quá phận như vậy. Tất cả mọi người nhìn ra được, Lỗ Nam không thích sự xuất hiện đột ngột này của Tề Đẳng Nhàn, vì vậy bọn họ đương nhiên cũng không thích hắn. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, nói, những người này là bạn của cô, tố chất kém như vậy. Về sau đừng tới câu lạc bộ của tôi nữa, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, quả thực là hạ thấp câu lạc bộ cao cấp này của tôi. Tên ngốc này. Còn giả bộ như vậy, thật sự coi mình là ông chủ của Thượng Động sao? Nếu mày là ông chủ của câu lạc bộ Thượng Động, vậy lão tử chính là người đại diện của nhà họ Vương gia đình có vốn đầu tư 500 tỷ. Tề Đẳng Nhàn là cô ấy gọi tới, bọn họ châm chọc người ta như vậy, có phải là không nể mặt cô ấy không? Một lát sau, Hoàng Tình Ca lạnh lùng nói, không cần đâu, nếu Tề Tổng đã nói sẽ giúp tôi, thì nhất định có thể làm được, ý tốt của anh, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Nhìn thấy Hoàng Tình Ca nổi giận, Lỗ Nam không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới cô ấy vậy mà vì một tên khoác lác mà trở mặt với anh ta. Anh ta lấy di động ra, nói, em đã cảm thấy không cần, vậy tôi gọi điện thoại cho hội trưởng Triệu, bảo anh ta không cần tới đây.
Sau khi nói xong lời này, anh ta lập tức bấm điện thoại, sau đó lịch sự nói cho Triệu Hắc Long rằng bên anh ta tạm thời có biến, bảo anh ta không cần tới nữa. Tình ca, cô đang làm gì vậy? Lỗ Thiếu đã dùng mối quan hệ của mình để mời hội trưởng Triệu đến đây, tất cả đều là vì cô. Đúng vậy, cô có cần phải vì một tên tự phụ kém cỏi mà trở mặt với Lỗ Thiếu không? Quá không xứng đáng rồi. Cô không phải nói hợp tác với Thương hội Hắc Long đối với cô mà nói rất quan trọng sao? Làm như vậy thật không hợp lý chút nào. Tất cả mọi người nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, đồng thời, nhìn Tề Đẳng Nhàn cũng càng khó chịu, nếu không có tên não tàn này xuất hiện, sự tình làm sao có thể ra đến nông nỗi này. Hoàng Tình ca lạnh lùng nói, anh ấy nói không sai, mọi người đúng thật là rất coi thường người khác. Anh ấy nếu là tôi gọi tới, đó chính là bạn của tôi. Mọi người là bạn của tôi, cho dù không coi anh ấy là bạn, cũng nên lịch sự một chút. Nhìn xem thái độ của mọi người ra sao, một chút thể diện cũng không cho tôi. Hội trưởng Triệu không gặp thì không gặp đi, sau này chúng ta cũng ít gặp mặt một chút, tôi cảm thấy cách làm của mọi người, không phải là hành động mà bạn bè nên làm. Lúc cô nói lời này, Tề Đẳng Nhàn đã bắt đầu gọi điện thoại. Triệu Cá Trạch, tìm anh có việc, mau tới đây. Tôi đang ở bãi tập bắn cung của câu lạc bộ Thượng Động. Tề Đẳng Nhàn nói chính là giọng điệu của cấp trên nói với cấp dưới. Mọi người quay đầu lại, nhìn hắn như kẻ điên. Hiển nhiên, không ai coi Tề Đẳng Nhàn ra gì, đều cho rằng hắn chẳng qua là một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà thôi, hơn nữa, còn là con cóc ghẻ có thể giả vờ. Nhưng Hoàng Tình ca cũng không cho là như vậy, Tề Đẳng Nhàn có năng lực như thế nào, cô ấy là tương đối rõ. Hôm nay cô ấy và Lỗ Nam ở cùng nhau, hoàn toàn là bởi vì Lỗ Nam có thể cho giới thiệu cô ấy cho Triệu Hắc Long, cho nên trước đây bọn họ có thái độ như thế nào, vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn nếu cũng có thể giải quyết vấn đề này, vậy cô ấy còn cần phải nhẫn nhịn sự bất mãn trong lòng mình để giữ thể diện sao? Tất nhiên là không cần. Tốt, tao hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, mày có thể gọi hội trưởng Triệu đến đây hay không? Lỗ Nam thấy Tề Đẳng Nhàn buông di động xuống, trực tiếp nở nụ cười, muốn vả mặt tao, mày cảm thấy mày có tư cách sao? Tề Đẳng Nhàn cười cười, hắn liệu có cố ý muốn vả vào mặt Lỗ Nam sao? Hắn cảm thấy đối phương suy nghĩ quá nhiều, bởi vì, người này không đủ tư cách đó, không đáng để hắn làm như vậy. Lỗ Nam vừa mới nói xong, cũng không khỏi ngẩn ra, bởi vì, anh ta thấy được Triệu Hắc Long, đang đi về hướng bãi tập bắn cung. Mọi người sau khi nhìn thấy Triệu Hắc Long, cũng nhất thời sửng sốt. Lỗ Nam nói, cái này có cái gì mà ngạc nhiên, nói không chừng là lúc tôi vừa gọi điện thoại cho hội trưởng Triệu, anh ấy nhất định đã đến rồi, lịch sự, lại đây chào hỏi thôi. Ta cảm thấy cũng đúng, nếu không, người này mới vừa làm bộ làm tịch gọi điện thoại, hội trưởng Triệu đã đến rồi. Rõ ràng là trùng hợp, hội trưởng Triệu đã đến rồi đấy à? Mọi người không cần kinh ngạc. Hội trưởng Triệu là Lỗ Thiếu mời tới, cùng tên này không có một chút quan hệ gì, cuộc điện thoại của anh ta vừa rồi, tôi thậm chí nghi ngờ là anh ta chưa gọi điện thoại nữa. Ha ha ha, có lý, có lẽ là anh ta đang nói chuyện với không khí đó. Mọi người cảm thấy lời Lỗ Nam nói có đạo lý, đều gật đầu phụ họa. Lỗ Nam nói với Hoàng Tình ca, cậu bây giờ nếu muốn thay đổi chủ ý còn kịp, tôi có thể giúp cậu nói chuyện. Hoàng Tình ca lạnh lùng nói, không cần. Lỗ Nam cảm thấy mình đang tự làm mất mặt, niềm nở đi lại phía Triệu Hắc Long. Hội trưởng Triệu, thật sự xin lỗi a, thật sự là có việc đột xuất a, vừa rồi cũng gọi điện thoại nói rõ cho anh rồi. Anh vậy mà vẫn đến đây chào hỏi, thật sự là ngại quá. A, công tố viên Lỗ à, tôi có chút việc, lát nữa hãy nói. Triệu Hắc Long trực tiếp đẩy nhẹ tay phải của Lỗ Nam qua một bên, chạy chậm về phía Tề Đẳng Nhàn. Biểu tình Lỗ Nam thoáng cái cứng ngắc ở trên mặt, cảm thấy rất mất mặt. Triệu Hắc Long vừa đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, chốc lát nét mặt nở nụ cười với vẻ nịnh nọt. Vẻ mặt của Triệu Hắc Long bây giờ hoàn toàn không giống với nụ cười hàn huyên vừa mới gặp Lỗ Nam, tràn ngập ý tứ hèn mọn cùng lấy lòng. Nhị đương gia, ngài tìm tôi, có việc gì sao? Tôi vừa nhận được điện thoại của ngài, liền vội vàng chạy đến đây, ngài xem, còn chưa đến 3 phút. Triệu Hắc Long cười nịnh nọt nói. Sau khi nghe được những lời này của Triệu Hắc Long, trong đầu mọi người oanh một tiếng nổ tung, ánh mắt của từng người đều trở nên hỗn loạn, điều này làm sao có thể a? Triệu Hắc Long là ai?
Đây chính là người sáng lập Thương hội Hắc Long, là một trong những nhân vật đứng đầu thành phố Trung Hải A. Anh ta thế mà, đối với người khác, khúm núm nói chuyện như thế. Tề Đẳng Nhàn nói, vị này là bạn của tôi, Hoàng Tình Ca, bố cô ấy là thị trưởng Hoàng Văn Lãng, muốn làm quen với anh, tìm anh nói chút chuyện. Hoàng Tình Ca đối mặt với Triệu Hắc Long cười cười, nói, hội trưởng Triệu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Ai ya, Hoàng Tiểu Thư thật sự là quá khách khí rồi, có chuyện gì trực tiếp tìm tôi là được, cần gì phiền đến nhị đương ra đâu. Triệu Hắc Long vội vàng cùng Hoàng Tình Ca bắt tay, biểu hiện rất là thân thiện. Hoàng Tình Ca nói, tôi muốn nói chuyện với hội trưởng Triệu về việc hợp tác tài chính. Không thành vấn đề, ngài là bằng hữu của nhị đương gia, chuyện gì ta đều đồng ý. Triệu Hắc Long hào khí vung tay lên, khí phách nói. Hoàng Tình Ca sửng sốt, mình còn chưa nói cụ thể chuyện gì, người ta đã đồng ý rồi. Mặt mũi của Tề Đẳng Nhàn, thật sự quá lớn đi. Mọi người bên cạnh cũng nhìn đến ngây dại. Lỗ Nam cảm thấy sắc mặt mình rất khó coi, sắp trụ không nổi, khóe mắt đều đang run rẩy. Cho dù là anh ta, muốn Triệu Hắc Long đáp ứng một việc, đều cần tốn nhiều mối quan hệ, nhưng Tề Đẳng Nhàn. Ngay cả một câu cũng không nói, Triệu Hắc Long liền vội vàng đáp ứng, giống như sợ bỏ lỡ cái gì, quả thực làm cho người ta khó hiểu. Nhị đương gia, câu lạc bộ này giao vào tay ngài, ngài có hài lòng không? Có cảm thấy chỗ nào không tốt hay không? Tôi cho người đến cải tạo miễn phí giúp ngài. Triệu Hắc Long quay đầu lại, liền nhìn Tề Đẳng Nhàn cười ha ha nói. Cả câu lạc bộ Thượng Động cộng lại trị giá đến hàng tỷ đồng, lúc anh ta đưa ra cũng có chút đau lòng. Nhưng mà, bản thân nghĩ đến nhờ câu nói của Tề Đẳng Nhàn, mà tránh khỏi tổn thất hàng tỷ đồng tại liên minh kinh doanh của tập đoàn Từ Thị, tâm trí anh ta cân bằng vô số lần. Triệu Hắc Long nói những lời này, trực tiếp làm cho người ở đây như bị sét đánh. Thì ra, hắn nói hắn là ông chủ của câu lạc bộ này, cũng không phải đang nói đùa với bọn họ, mà là Triệu Hắc Long thật sự đã đem câu lạc bộ chuyển nhượng tên của hắn. Ừng ực, cũng không biết là ai nuốt một ngụm nước bọt. Tề Đẳng Nhàn đúng lúc nhìn thấy quản lý tới, liền vẫy vẫy tay với anh ta. Tề Tổng, quản lý nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cũng cúi đầu khom lưng. Những người này, toàn bộ khai trừ tư cách hội viên, về sau không được phép vào câu lạc bộ. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Vâng, 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 tôi sẽ đi làm ngay. Quản lý không nói hai lời, lập tức đồng ý. Sắc mặt đám người Lỗ Nam nhất thời càng trở nên khó coi, còn có chuyện gì xấu hổ hơn việc bị ai đó đuổi ra ngoài sao? Triệu Hắc Long lúc này cũng ý thức được, đoàn người Lỗ Nam này, chỉ sợ là đắc tội Tề Đẳng Nhàn, trong lòng hắn không khỏi cười lạnh, đúng là có mắt không tròng, ai có thể chọc ai không thể chọc cũng không rõ. Triệu Hắc Long cũng không để ý quá nhiều, mà liên tục nịnh nọt Tề Đẳng Nhàn. Nhị đương gia, ta nghe nói lần trước ngài ở bãi tập bắn cung thắng Ngọc Tiểu Long. Nhưng Ngọc Tiểu Long là cao thủ bắn cung A, trên toàn quốc có rất ít người có thể đánh bại cô ta. Tôi chỉ hận lúc ấy không có ở đây chứng kiến một màn này A, nếu không, tôi nhất định phục sát đất ngay tại chỗ. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, chỉ cười nhạt, nói thắng cô ta có gì đáng ngạc nhiên sao? Tôi còn có thể thắng cô ta một cách dễ dàng hơn. Mọi người trực tiếp hóa đá. Lỗ Nam thật muốn đập nát vụn cây cung composite trong tay anh ta, vừa rồi anh ta còn đang vì những người khen ngợi kỹ thuật bắn cung cao siêu mà đắc ý. Bây giờ nhìn lại, anh ta chẳng là cái gì. Lại liên tưởng đến Tề Đẳng Nhàn tự giễu bản thân là nhà quê, trên mặt mọi người lại càng thêm khó nhìn, hận không thể tìm một khe hở chui vào. Ngay cả Ngọc Tiểu Long cũng có thể thắng. Bọn họ lấy cái gì để so sánh? Mẹ nó từ Ngạo Tuyết đó không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu chiến với nhị đương gia ngài, lần này nhất định có thể làm cho cô ta vốn liếng không còn. Trong đám người Lỗ Nam, vừa nãy có cô gái kia sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Thì ra vị trước mắt này, chính là nhân vật nổi tiếng nhất Trung Hải hiện nay, người đã đầu tư 500 tỷ cho tập đoàn Hướng Thị Tề Tổng Tề Đẳng Nhàn. Nam Dương Trần Thị. Tề Đẳng Nhàn không có hứng thú nghe Triệu Hắc Long nịnh nọt, trực tiếp vẫy tay ngắt lời anh ta, để cho hắn cùng Hoàng Tình Ca chậm rãi trò chuyện. Hoàng Tình Ca thở phào nhẹ nhõm, cười với Tề Đẳng Nhàn, nói cảm ơn anh. Tề Đẳng Nhàn nói, việc nhỏ mà thôi, có rảnh mời tôi ăn cơm là được. Lỗ Nam sắc mặt tối đen, không nói một lời, xoay người rời đi. Những tùy tùng của anh ta đương nhiên cũng không tiện lưu lại,
trong đó mấy hội viên kia thậm chí đều bị Tề Đẳng Nhàn trực tiếp xóa tên. Tề Đẳng Nhàn cũng chuẩn bị rời đi, liền nhận được điện thoại Dương Quan Quan gọi tới, nói là Hoàng Văn Đào trực tiếp chuyển vào tài khoản công ty 1,5 tỷ. Xem ra, Hoàng Văn Đào thật sự sợ Tề Đẳng Nhàn đổi ý, cho nên rèn sắt khi còn nóng chuyển tiền ngay lập tức, điều này làm cho hắn có chút sở khóc sở cười. Tôi biết rồi, số tiền này là cho Hướng Tổng, cô chuyển vào tài khoản tập đoàn Hướng Tề Thị, nói với Hướng Tổng một tiếng. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Được, Dương Quan Quan nói. Trong lòng cô ta cũng có thắc mắc, tại sao Hoàng Văn Đào lại đầu tư tiền vào tập đoàn Hướng Thị. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nói với Hoàng Tình Ca, tiền của Hoàng Đại Tiên Sinh tôi đã nhận được, cô bảo ông ta kế tiếp yên tâm chờ tin tức là được, ít nhiều có thể làm cho ông ta hồi máu. Hoàng Tình Ca có chút áy náy nói, cảm ơn. Tề Đẳng Nhàn chỉ điểm Triệu Hắc Long một chút, nói chuyện tiếp đãi bạn của tôi cho tốt. Nhị đương gia ngài cứ yên tâm, không nói Hoàng Tiểu Thư là bạn của ngài, đó cũng là thiên kim của thị trường thành phố A, tôi nhất định sẽ cung kính đối đãi. Tề Đẳng Nhàn yên tâm rời khỏi câu lạc bộ thượng động, sau đó đến công ty. Vừa tới công ty trong đại sảnh, thì có thư ký phòng hành chính đi lên nói, Tề Tổng, một nhân vật lớn đến công ty, nói muốn gặp anh. Hiện tại các quản lý cấp cao đang tiếp cô ấy trong phòng tiếp khách. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày nói, đại nhân vật nào vậy? Là Trần gia người của Nam Dương Quốc, thư ký vội vàng nói. Tề Đẳng Nhàn lấy lại tinh thần, Nam Dương Quốc Trần gia. Hắn có chút ấn tượng. Lúc trước trong nhà tù U Đô từng giam giữ một người Nam Dương Quốc Trần gia tên là Trần Khánh, nói là phạm trọng tội, trên thực tế chỉ là tị nạn chính trị mà thôi. Khi đó quan hệ giữa Trần Gia và chính phủ Nam Dương Quốc vô cùng căng thẳng, gây ra một số chuyện tương đối lớn, vì tạm tránh đầu sóng ngọn gió, Trần Khánh đã đến nhà tù U Đô. Lúc trước, người bắt giữ cậu ta, lại là bố của hắn Tề Bất Ngữ. Sau khi Trần Khánh vào ngục giam, một số thế lực chưa từ bỏ ý định, tìm mọi cách giết chết cậu ta, nhưng đều bị giải quyết bởi hai cha con Tề Bất Ngữ và Tề Đẳng Nhàn. Đợi đến khi tình hình ở Nam Dương Quốc ổn định bình ổn, Trần Khánh ra tù, trở lại Nam Dương. Đó là một người phụ nữ, tên là Trần Ngư, chức vụ là Phó Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Nam Dương Trần Thị. Thư ký lại bổ sung. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, lãnh đạo cấp cao của Tiên Lai Capital hầu như đều ở đây, Dương Quan Quan, Lý Vân Uyển, còn có một số bộ trưởng bộ phận quan trọng đều ở đây. Sau khi thấy Tề Đẳng Nhàn tới, Dương Quan Quan vội vàng giới thiệu với người phụ nữ tên Trần Ngư, Trần Tiểu Thư, vị này chính là Tề Đẳng Nhàn người mà cô muốn gặp. Nam Dương Quốc Trần gia, đây chính là đại danh lừng lẫy, là một trong tài phiệt lớn nhất phía Nam, cho dù là chính phủ Hoa Quốc đối đãi bọn họ, đều sẽ nho nhã lễ độ. Cho nên, Tiên Lai Capital bên này bày ra một trận tiếp đãi lớn như này cho nữ nhân tên Trần Ngư này, cũng không có gì kỳ lạ. Trần Ngư nghe Tề Đẳng Nhàn tới, lập tức đứng dậy. Tề Đẳng Nhàn cũng thấy được cô ấy, cho dù là thấy Ngọc Tiểu Long, Hướng Đông Tình xinh đẹp thỉnh thế, sau khi nhìn cô ấy, cũng khó tránh khỏi bị kinh ngạc một chút. Nữ nhân này tên là Trần Ngư, đúng thật sự có tư thế chim sa cá lặn. Một mái tóc dài màu nâu bồng bềnh, khuôn mặt hơi dài tinh xảo, trên sống mũi đeo một cặp kính không tròng để lộ ra khí chất, đôi môi hồng nhuận thoa son môi màu sắc tươi đẹp. Thân trên của nàng, là một bộ Âu phục nhỏ. Bên trong mặc một bộ áo sơ mi tơ tằm màu vàng sậm, nhất cử nhất động đều hiện ra một cỗ khí chất ngự tỷ đứng đầu có thể nói là tuyệt thế. Xin chào, Tề Tiên Sinh. Trần Ngư mở miệng chính là ngoại ngữ lưu loát, mặc dù diện mạo là người Hoa, nhưng khẩu âm lại nghe không ra đến nửa điểm khuyết điểm. Xin chào, Trần Tiểu Thư. Tề Đẳng Nhàn tiến lên bắt tay với cô, để biểu hiện lễ phép, hắn chỉ bắt tay nhân nhẹ, đầu ngón tay đối phương mà thôi. Trần Ngư dùng ngoại ngữ nói, Trần Khánh là em trai tôi, lần trước cậu ấy gặp chuyện không may, tôi không thể tự mình lộ diện, toàn bộ đều nhờ bố con các anh chăm sóc, thật sự khiến tôi xấu hổ. Tề Đẳng Nhàn cười nói, Trần Tiểu Thư khách khí rồi, cô biết nói tiếng Hoa không? Trần Ngư sửng sốt, sau đó gật gật đầu, nói, đương nhiên biết, dù sao cũng là quê hương của Trần gia chúng tôi mà. Trần Ngư cố ý dùng ngoại ngữ cùng Tề Đẳng Nhàn nói chuyện với nhau. Lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta nghe không ra nửa điểm cảm giác làm bộ, chính là rất tự nhiên, hơn nữa cái loại ngữ thái cùng giọng điệu lúc nhấn từng chữ này, đều làm cho người ta có một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng tự tin.
Đây mới thật sự là thiên kim trong đại gia tộc, tiểu thư Khuê Các của Hoa Quốc chúng ta so sánh với vị Trần tiểu thư này, quả thực là thua kém hơn. Lý Vân Uyển và Dương Quan quan tâm đều không khỏi có một ý niệm như vậy trong đầu, lời nói cử chỉ của đối phương, mỗi một động tác, đều tràn ngập tự tin và ưu nhã. Những thứ này không thể giả vờ được, đó chỉ có thể là những thói quen được nuôi dưỡng và hình thành từ nhỏ. Vậy dùng tiếng Hoa trao đổi là được rồi. Ngoại ngữ của tôi không tốt lắm, cũng chỉ thông thạo 6 nước mà thôi. Tề Đẳng Nhàn ngượng ngùng cười cười. Quản lý cấp cao ở đây một trận im lặng, có người khoác lác kiêu ngạo như vậy sao, nếu không phải là ông chủ nhà mình, thật muốn đấm vỡ đầu của hắn nha. Trần Ngư cũng bị những lời này của Tề Đẳng Nhàn chọc cười, không lưu lại dấu vết nâng kính mắt của mình, nói, vậy Tề tiên sinh lợi hại hơn tôi một chút. Tề Đẳng Nhàn nói, không dám nhận, cũng chỉ có một ít điểm mà thôi. Dương Quan Quan cùng Lý Vân Uyển dở khóc dở cười, chúng ta có thể đừng ở trước mặt đồng bào hải ngoại mất mặt như vậy sao? Tề tiên sinh, lần trước bố con các người giúp Trần gia chúng ta đại ân, để cho đệ đệ ta Trần Khánh may mắn tránh khỏi khó khăn, Trần gia chúng ta đối với cái này vô cùng cảm kích. Lần này ta nghe nói công ty của Tề tiên sinh tại thành phố Trung Hải gặp phiền toái lớn, cho nên liền cố ý từ Nam Dương quốc chạy tới, xem có giúp được chút gì đó hay gì. Trần Khánh gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian tự mình tới cảm tạ, cho nên, liền do tôi tới. Trần Ngư đối với Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, tiếng Hoa cũng nói vô cùng lưu loát, từng chữ rõ ràng, hơn nữa vẫn mang theo loại khí chất tràn đầy tự tin này. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Trần Ngư nói ra, chúng tôi tập đoàn Trần Thị chi ra 5 tỷ, nguyện ý đầu tư miễn phí cho Tề tiên sinh, không giới hạn thời gian trả lại, hy vọng có thể giúp Tề tiên sinh vượt qua cửa ải khó khăn. Các quản lý cấp cao tại hiện trường nhất thời xôn xao. Không hổ là Nam Dương Trần Thị, chính là có tiền A, vừa ra tay chính là 5 tỷ, thật sự quá hào khí. Tề Đẳng Nhàn lại ngẩn người. Trần Ngư cau mày nói, Tề tiên sinh nếu là cảm thấy không đủ, ta có thể nghĩ biện pháp, gom góp lại cũng có thể mang 10 tỷ đến. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, vội vàng xua tay, nói, ai nói cho các người biết tôi gặp phiền toái. Trên thực tế, gặp phiền toái không phải tôi, mà là đối thủ của tôi, các người lầm rồi. Trần Ngư không khỏi bất ngờ ngơ ngẩn. Tôi nhận được tin tức nói rằng thế lực ở Đế Đô đang đả kích công ty của anh sắp không trụ nổi nữa, Trần gia chúng tôi lúc này mới cố ý tới đây giúp đỡ. Trần Ngư nhéo nhéo đôi chân mày đeo kính của mình, cau mày nói, có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, với năng lực của Trần gia ở Nam Dương, cũng sẽ không do thám được tin tức giả. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy cô chắc chắn là không nghe tin tôi đã đầu tư 50 tỷ vào tập đoàn Hướng Thị để đối phó với thế lực Đế Đô, hiện tại bọn họ cũng sắp không trụ nổi rồi. Trần Ngư không khỏi có chút xấu hổ, nói, vậy có thể tôi đúng thật là nhầm lẫn rồi à, thật là một trò cười mà. Tề Đẳng Nhàn xua tay, nói, không có, dù sao Trần gia cũng coi tôi là bạn, nguyện ý tới giúp tôi vô cùng cảm kích. Mặc dù lần này không cần mọi người trợ giúp, nhưng lần sau không chừng sẽ mở miệng nhờ mọi người giúp đỡ. Về sau nếu Trần gia có chuyện gì, cũng có thể nhờ tôi giúp đỡ, có thể giúp được, không từ chối. Trần Ngư trên mặt hiện ra một tia mỉm cười, gật gật đầu, nói, Tề tiên sinh không trách là tốt rồi, nếu có cái gì cần, anh cứ việc mở miệng, có thể giúp, chúng tôi nhất định không từ chối. Trần Khánh đối với toàn bộ Trần gia mà nói là một nhân vật vô cùng quan trọng, sự sống sót của cậu ấy ở nhà tù Udo, đối với toàn bộ Trần gia mà nói là cực kỳ quan trọng. Các quản lý cấp cao ở đây nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt cũng không khỏi ngày càng trở nên kính phục, cảm thấy Tề Tổng thật sự là thâm sâu khó lường, dĩ nhiên với đại tài phiệt Nam Dương Trần gia có quan hệ như vậy, quá tuyệt vời rồi. Nếu như Trần Tiểu Thư có hứng thú, có thể quan một chút công ty của chúng tôi, lát nữa tôi mời cô ăn cơm. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Cô dù sao cũng là chủ tịch của công ty quốc tế, nếu cảm thấy chúng tôi có gì không tốt, có thể chỉ ra, đối với chúng tôi mà nói cũng là một chuyện tốt. Dương Quan Quan, nhiệm vụ này giao cho cô. Dương Quan Quan lập tức gật đầu đồng ý, biết đây là cơ hội tốt để Tề Đẳng Nhàn xây dựng mạng lưới quan hệ. Đây là nữ nhân xuất thân từ Nam Dương Trần gia sao, đúng là nhất cử nhất động đều là phong tình, mỗi lời nói cử chỉ đều rất đặc biệt a. Này phong cách của cô ấy như một nữ hoàng với phong cách thống trị, quá làm cho người ta say mê, ahat ahat ahat,
thật muốn đổi công tác đi công ty của cô ấy làm thủ hạ của cô ấy à hát. Nữ nhân từ gia tộc lớn đúng là khác biệt thật sự, vô cùng quyến rũ, tôi chỉ có thể nói cực kỳ đỉnh cao. Khi các quản lý cấp cao của Tiên Lai Capital rời đi, ba năm người đàn ông tụ cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận, trong đầu tràn ngập ảo tưởng. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, loại nữ nhân này, đó là nữ thần chân chính, ảo tưởng còn chưa tính, muốn trả giá hành động thực tế, vậy chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều khó khăn và đau đớn. Lý Vân Uyển cho tới bây giờ đều là người tiên phong trong xu hướng, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Trần Ngư, cũng không khỏi muốn cảm thán, người ta thật sự đem trang phục công sở biến thành như lễ phục dạ hội. Đẹp là thực sự đẹp, nhưng chủ yếu là khí chất. Anh Tề, nhìn không ra a, không nghĩ tới anh cùng Nam Dương Trần gia đại tài phiệt như vậy lại có quan hệ với nhau a, thật sự là có chút ngạc nhiên bất ngờ a, quá đỉnh rồi. Đúng vậy, cũng không nhìn xem Tề lão tử là ai. Tề Đẳng Nhàn dương dương đắc ý nói, hai chân bắt chéo lên, cái mũi cũng vểnh lên theo. Lý Vân Uyển lại là cảnh giác nói, chẳng qua, em phải nhắc nhở anh một chuyện, không biết người có phát hiện hay không a. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn trong nháy mắt nghiêm nghị, nói anh biết em muốn nói gì. Lý Vân Uyển chớp chớp mắt, mỉm cười nói, quả nhiên ăn ý. Không sai, em muốn nói chính là... Tề Đẳng Nhàn thở dài, em muốn nói chân của cô ấy sao có thể dài như vậy đúng không? Chấm chấm chấm, Lý Vân Uyển sững sờ tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tề Đẳng Nhàn, sau đó, trên trán chậm rãi hiện ra một sợi gân xanh. Ngay sau đó, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy bắt đầu chậm rãi nở lên một nụ cười dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Tề Đẳng Nhàn, anh thật đúng là giỏi a. Tề Đẳng Nhàn cũng cười ha ha, trước khi cô ấy đưa tay ra véo mặt mình. Hắn nghiêm mặt nói, tin tức Trần gia, không thể nhầm lẫn như vậy, chuyện cô ấy đến Trung Hải, không đơn giản như vậy. Lý Vân Uyển ngẩn người, xem ra Tề Đẳng Nhàn đã sớm nghĩ tới, vừa mới nói lời kia chẳng qua là cố ý đùa giỡn với bản thân. Bất quá, không thể không nói là, Trần Ngư nữ nhân này thật sự quá ưu tú, bất luận nam nhân nào nhắc tới cô ấy, chỉ sợ đều rất dễ dàng khiến cho nữ nhân khác ghen tị. Vừa rồi thiếu chút nữa em bóp chết anh. Lý Vân Uyển hừ một tiếng, buông tay xuống. Bóp chết anh em thành quá phụ a. Tề Đẳng Nhàn ôm hai tay, thản nhiên hỏi. Lý Vân Uyển không để ý tới hắn, trực tiếp nói, như vậy, Trần Ngư đến thành phố Trung Hải đến là vì cái gì? Hơn nữa, cô ấy cũng không tiếc bỏ ra 5 tỷ giúp đỡ, như thể không sợ chút nào rằng anh sẽ đồng ý ngay lập tức. Tề Đẳng Nhàn nói, quan hệ giữa anh và Trần gia tốt hơn em tưởng tượng, có lẽ cô ấy thật sự muốn tới giúp anh. Em không tin rằng Trần Ngư đến thành phố Trung Hải tìm một cái cớ nửa vời như vậy và muốn giúp đỡ anh. Em tin chắc có ai đó đã tung tin giả để lừa cô ấy đến đây. Thế cục của Nam Dương bên kia, so với em tưởng tượng trong phức tạp hơn nhiều, chính phủ Nam Dương không biết có bao nhiêu lần muốn cho toàn bộ Trần gia xong đời đâu. Lý Vân Uyển sắc mặt thay đổi, nói, vậy cô ấy ngàn vạn lần không thể ở thành phố Trung Hải gặp chuyện không may, ở đây xảy ra chuyện, anh khó tránh liên lụy. Thậm chí quốc gia chỉ sợ đều sẽ nhúng tay tham dự. Cô ấy ra khỏi thành phố Trung Hải, tùy tiện thế nào cũng không liên quan đến anh, quốc gia tự chịu trách nhiệm. Em thấy, anh nên sớm bảo cô ấy quay về Nam Dương đi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc gật đầu, nói anh đương nhiên cũng có thể nghĩ được điểm ấy, hôm nay sau khi ăn cơm xong, anh khuyên cô ấy về sớm một chút vậy. Vừa nhìn Trần Ngư liền thuộc loại nữ nhân khôn khéo cơ trí, với đầu óc của cô ấy. Không sợ cô ấy không hiểu chút gì. Đến lúc đó Tề Đẳng Nhàn nói, hơn phân nửa là có thể thuyết phục, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có chỗ nào vô lễ. Anh nói chính phủ Nam Dương muốn cho Trần gia xong đời, là xảy ra chuyện gì? Lý Vân Uyển hỏi, em nếu là trung tâm chính phủ, em nguyện ý huyết mạch kinh tế bị một gia tộc nắm trong tay sao? Lý Vân Uyển ha một tiếng. Nói thì ra địa vị của Trần gia ở Nam Dương cũng tương đương với địa vị của gia tộc đứng đầu Tuyết Quốc, tuy rằng quyền thế vô song, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Tề Đẳng Nhàn nói, cho nên nói, có quá nhiều tiền cũng không phải là chuyện tốt. Lý Vân Uyển nói, em cảm thấy anh nói đúng, cho nên, bắt đầu từ ngày mai anh đem ví tiền cùng thẻ ngân hàng đều giao cho em bảo quản đi. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp giơ ngón giữa lên, tỏ vẻ khinh bỉ. Lý Vân Uyển lại mị nhãn như tơ nói, anh đến đây. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, yêu tinh này, thật sự là càng ngày càng biết giết người trong lúc vô hình a.
Gần đây hắn đương nhiên không dám sằng bậy trong phòng làm việc, dù sao cũng là thời kỳ đặc biệt, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vậy nếu có sự việc bất ngờ xảy ra rốt cuộc là nên bỏ dở giữa chừng tốt hơn, hay là kiên trì đến cùng thì tốt hơn. Sau khi Trần Ngư dạo một vòng trong Tiên Lai Capital, liền đến văn phòng Tề Đẳng Nhàn uống trà, hai người nói chuyện phiếm một phen, Tề Đẳng Nhàn cũng hỏi thăm một chút thế cục ở Nam Dương. Đợi đến lúc không còn nhiều thời gian nữa, hắn liền mời Trần Ngư ra ngoài ăn cơm. Kết quả, Hướng Đông Tình gọi điện thoại tới, tuyên bố hôm nay phải tăng ca. Tề Đẳng Nhàn không khỏi chậc chậc khen ngợi, rốt cuộc Hướng Tổng mới là nhân vật đại biểu cho nhà tư bản cầm đầu, hắn bất quá chỉ là một tên cặn bã. Tề Đẳng Nhàn thân là một nhà tư bản ác quỷ, đương nhiên không thể nào ở lại tăng ca cùng với cấp dưới, hắn đã giao trực tiếp nhiệm vụ xung quân cho bọn họ sau đó chuồn mất dạng. Trần Ngư cười nói, làm như vậy có phải là không được ổn cho lắm hay không, tôi cho rằng vẫn nên để mọi người cùng làm thì hơn. Tề Đẳng Nhàn nói, có một số việc muốn nói với cô, nếu như đông người quá thì không tiện. Hắn mời Trần Ngư tới dùng bữa tại một nhà hàng đặc sản ở thành phố Trung Hải. Sau đó gọi một bàn toàn các món ăn đặc sắc để chiêu đãi, coi như làm hết chức trách của người chủ nhà. Cho dù Trần Ngư ăn món gì cũng vô cùng nhã nhặn và lịch sự, cực kỳ trang nhã, cô ấy ăn từng miếng nhỏ, khi ăn phải thứ mình không thích cũng chỉ khe khẽ những mày. Cô Trần hãy mau chóng trở về Nam Dương đi thôi, tôi cho rằng dựa vào trí thông minh của cô, đương nhiên cô đã phát hiện ra có điều bất thường. Tề Đẳng Nhàn nói, ý của anh là tôi nhận được tin sai sự thật. Nên mới bị lừa tới thành phố Trung Hải thị sao? Trần Ngư gắp một miếng cá hấp nho nhỏ, đưa vào trong miệng, nhai nuốt một cách từ tốn. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói chuyện với người thông minh quả đúng là không phí sức, hắn chưa cần nói rõ ràng, người ta đã hiểu được toàn bộ ý tứ trong lời nói của hắn. Trần Ngư nói, chuyện này đúng là có vấn đề, cũng không biết người ta muốn nhằm vào tôi hay làm nhằm vào anh. Có đôi khi, quá nhiều kẻ địch cũng là một chuyện đau đầu. Nếu như Trần Ngư bỏ mạng ở chỗ này, Tề Đẳng Nhàn ắt sẽ gặp bất lợi, mà Trần gia cũng chẳng được lợi lộc gì. Vì lý do này, hai người cũng không đoán được tin tức giả mà Trần gia nhận được này rốt cuộc là do kẻ địch của Tề Đẳng Nhàn tung ra, hay là do kẻ địch của Trần gia để lộ ra đây. Tất cả những chuyến bay trở lại Nam Dương trong ngày hôm nay đều đã quá giờ, đành phải đợi thêm một thời gian vệ. Trần Ngư đưa ra câu trả lời về vấn đề của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì nhíu mày thật chặt. Hiển nhiên, có người không muốn Trần Ngư trở lại Nam Dương ngay sau khi biết được tất cả sự thật. Kẻ muốn đối phó với Trần gia có nguồn lực dồi dào như vậy, có thể khiến cho tất cả những chuyến bay tới Nam Dương ở tỉnh Đông Hải đều bị hoãn lại, đây không phải chuyện mà hạng tôm tép tầm thường có thể làm được. Tề Đẳng Nhàn đăm chiêu một lát rồi nói, không thể điều máy bay tư nhân tới đây sao? Trần Ngư lắc đầu bảo, không được. Nếu như dùng máy bay tư nhân sẽ có nguy cơ bị bắn hạ ngay trên đường bay, đi máy bay chung thì an toàn hơn nhiều. Tình hình của Trần gia vào thời điểm này vô cùng phức tạp, nếu như dùng máy bay tư nhân để di chuyển, chỉ e rằng sẽ bị kẻ nào đó có dã tâm bắn hạ ngay trên đường bay. Nhưng nếu như là máy bay thường thì khác, hành khách trên máy bay đều là công dân bình thường, nếu chỉ vì muốn giết một người mà sát hại toàn bộ hành khách trên máy bay, vậy thì đó chính là hành vi khủng bố. Sẽ trở thành kẻ địch của tất cả các quốc gia văn minh trên toàn thế giới. Không có kẻ nào dám trả cái giá đắt như vậy, trở thành kẻ địch của cả thế giới, ai mà dám chứ? Tề Đẳng Nhàn suy đi tính lại một lúc lâu, sau đó chỉ đành nói, được, để tôi nghĩ cách đã, xem có thể để cô trở về Nam Dương trong thời gian ngắn nhất hay không. Trần Ngư cười nói, xin lỗi, tôi vốn tới đây để hỗ trợ, không ngờ bây giờ lại trở thành gánh nặng của anh. Chuyện này khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu kẻ xấu đã giáp tâm hãm hại, vậy thì cô có làm gì cũng không thể ngăn được, tránh mùng một chẳng tránh được đêm rằm. Không sao hết, nếu gặp vấn đề, vậy thì chúng ta giải quyết vấn đề này là được. Với tình hình hiện tại, Trần Ngư cảm thấy vô cùng phiền muộn, có điều cô ấy cũng không sợ bản thân sẽ suy sụp vì chuyện này. Dẫu sao thì Trần Ngư cũng từng trải qua hiểm cảnh nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Tề Đẳng Nhàn bắt đầu hỏi han về tình hình gần đây của Trần gia ở Nam Dương. Nước Nam Dương bây giờ có tới 80% quyền xây dựng cơ sở hạ tầng nằm trong tay Trần gia chúng tôi. Chỉ cần Trần gia muốn, trong vòng một giờ đồng hồ, toàn bộ thủ đô của Nam Dương sẽ rơi vào trạng thái đóng băng ngay lập tức. Không phải khoác lác đâu, cho dù chúng tôi muốn một con khỉ lên làm tổng thống của Nam Dương,
vậy thì đây cũng không phải chuyện không thể thực hiện. Chỉ có điều, chính phủ nước Nam Dương gần đây như thể kiếm được cái đùi vàng mà ôm, càng lúc càng trở nên lớn mạnh hơn, mối quan hệ giữa bọn họ với chúng tôi lại trở nên gay gắt như nước với lửa. Nói tóm lại, bây giờ chỗ chúng tôi cũng không an toàn cho lắm, nhưng chính phủ Nam Dương cũng không dám làm sằng làm bậy, bọn họ chỉ đang rằng có muốn chiếm lấy một chút ích lợi, chuyện này cũng không khó giải quyết. Trần Ngư uống nước trái cây, thuật lại cho Tề Đảng Nhàn biết về tình hình trước của Trần gia ở Nam Dương, từ tình hình kinh tế tới những vấn đề rắc rối phức tạp liên quan đến chính trị. Bữa cơm này nhanh chóng đi đến hồi kết. Có lẽ sẽ phải làm phiền anh Tề bảo vệ tôi trong một thời gian ngắn. Trần Ngư nhìn Tề Đảng Nhàn, giọng điệu mang ý khẩn cầu rõ rệt. Cô không nói tôi cũng sẽ làm như vậy. Tề Đảng Nhàn gật đầu, đứng dậy đi thanh toán, sau đó đưa Trần Ngư rời khỏi nhà hàng. Tề Đảng Nhàn và Trần Ngư vừa rời khỏi nhà hàng đã phát hiện có gì đó không đúng cho lắm. Trên đường có rất nhiều tên lưu manh ăn mặc nhếch nhác, vẻ ngoài bất hảo. Sau khi trông thấy Trần Ngư, vẻ mặt bọn họ lập tức trở nên kích động, có kẻ còn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tề Đảng Nhàn nhíu mày, có gì đó không đúng cho lắm, mau chạy thôi. Nói xong câu này, hắn định bụng đưa Trần Ngư tới chỗ bãi đỗ xe. Vừa đi chưa được hai bước đã có mười mấy người chạy tới vây bọn họ, chặn cứng lối đi của bọn họ. Chém chết cô ta. Một tên lưu manh cao giọng hô lên, gã vung cây đao trong tay mình, sau đó bổ thẳng về phía Trần Ngư. Trần Ngư thản nhiên đứng yên tại chỗ. Nhưng Tề Đảng Nhàn lại không dám án binh bất động. Hắn vọt một bước dài, dùng tay không đoạt lấy thanh đao, sau đó lại dùng cán dao nện thẳng vào miệng tên côn đồ kia, khiến cho cái miệng đầy răng của gã suýt thì vỡ vụn. Đám người còn lại cũng bắt đầu nắm bắt tay thời cơ, mười mấy người đều mang theo hung khí, lao thẳng về phía Trần Ngư. Dường như nếu không giết được Trần Ngư ngay tại chỗ này, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Đâu ra nhiều kẻ thích nộp mạng như thế này, Tề Đảng Nhàn không kìm được cảm giác phiền muộn trong lòng. Hắn vung thanh đao trong tay mình, động tác vô cùng thành thạo, sau khi chém ngã vài tên, hắn kéo Trần Như bỏ chạy. Những người có mặt trên đường lúc ấy cũng bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho chết khiếp, bọn họ không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, tại sao một đám người lại phải đuổi giết một cô gái cơ chứ. Tề Đảng Nhàn hiểu rất rõ, nếu như đối phương đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, hơn nữa Trần Ngư cũng có mặt ở đây, vậy có lẽ nguy hiểm trước mắt sẽ ập tới hết lần này tới lần khác. Không đơn giản như khi nãy. Cũng may Trần Ngư cũng không phải một chiếc gối thêu hoa, thể lực cũng không phải dạng kém, tốc độ chạy cũng không chậm. Hai người còn chưa kịp cắt đuôi đám bặm trợn cầm dao đuổi phía sau, phía trước đã xuất hiện một đám người khác, bọn họ đều cầm mã tấu. Sau khi thấy hai người, bọn họ lập tức lao lên vung mã tấu toan chém chết. Tề Đảng Nhàn chỉ đành để Trần Ngư đứng phía sau mình, kê ngang thanh đao trong tay mình. Đỡ lấy ba thanh mã tấu đồng loạt giáng xuống đầu mình. Cổ tay hắn run nhẹ nhẹ, thanh đao rung lắc liên hồi, một tiếng giòn vang, ba thanh mã tấu đều bị hất văng ra xa. Ngay sau đó, Tề Đằng Nhàn nhún chân, hắn dùng thanh đao trong tay chém một đường, ba cái tên cầm mã tấu cảm thấy đau nhói, máu và ruột đồng loạt phun ra. Hình như tình hình có vẻ không ổn lắm, Trần Ngư thấp giọng nói. Lời còn chưa dứt, Tề Đằng Nhàn đã kéo lấy tay cô ấy. Trần Ngư có cảm giác như toàn thân đang bay lên, sau đó lại bị Tề Đảng Nhàn ôm chặt lấy eo. Sau đó cơ thể nặng hơn 50 cân của cô ấy nhẹ như bấc, rơi thẳng xuống bồn hoa nghe rầm một tiếng. Đúng lúc vào lúc này, tiếng súng vang lên, chỗ Trần Ngư vừa đứng thình lình xuất hiện vài lỗ đạn. Bất thình lình súng vang thanh đao tay nhóm hoảng sợ, nhưng bọn hắn nháy mắt phản ứng lại đây, không nói hai lời, dẫn theo khảm đao đối với Tề Đảng Nhàn liền chém giết qua đi. Tiếng súng bất thình lình khiến mấy tên cầm mã tấu giật mình sợ hãi, nhưng bọn họ phản ứng lại rất nhanh, không nói hai lời, lập tức giơ mã tấu về phía Tề Đảng Nhàn toan giết chết hắn. Đương nhiên, những tên côn đồ này chỉ có chút công phu dùng để đánh nhau trong bang phái, bọn họ không thể trở thành đối thủ của Tề Đảng Nhàn, chỉ với vài nhát chém, mười mấy người kia đã đồng loạt nằm rạp dưới mặt đất. Đám lưu manh này chắc chắn làm theo lệnh người nào đó, nhìn dáng vẻ kích động của bọn họ. Có lẽ đối phương đã chi ra một số tiền không nhỏ. Kẻ thủ ác đứng đằng sau mọi chuyện vẫn còn lẩn trong bóng tối, hơn nữa hẳn là rất lợi hại, tiếng súng khi nãy hình như là HK416, là súng thông dụng trong quân đội của Đức. Tề Đảng Nhàn híp mắt, xoay người đi về phía bồn hoa, kéo Trần Ngư dậy rồi đưa cô ấy đi tiếp.
Điều khiến Trần Ngư cảm thấy không ổn cho lắm chính là, người tới giết cô ấy càng lúc càng nhiều, nhưng người tới bảo vệ cô ấy lại chẳng có lấy một ai. Hơn nữa, bọn họ gây ra tình cảnh hỗn loạn như vậy ngay trên đường cái, vậy mà phía chính phủ lại chẳng hề có động thái ngăn chặn, như vậy quả thực vô cùng kỳ dị. Rất rõ ràng, lần này bọn họ ám sát Trần Ngư, nguyên nhân còn phức tạp hơn cô ấy tưởng tượng rất nhiều. Đương nhiên, đối phương cũng không ngờ rằng người tới đây sẽ là một nhân vật quan trọng như Trần Ngư. Cho dù là bất cứ kẻ nào của Trần gia rơi vào cái bẫy này cũng là chuyện tốt với bọn họ, nhưng Trần Ngư xuất hiện ở chỗ này, đối với bọn họ chẳng khác nào trúng số độc đắc, trước niềm vui bất ngờ này, khó trách bọn họ trở nên điên cuồng như vậy. Trần tiểu thư, rốt cuộc nhà cô đã gây thù chuốc oán với những ai thế? Tề Đẳng Nhàn vừa cười bất đắc dĩ, vừa kéo Trần Ngư chạy trên đường. Xin lỗi, tôi không nghĩ mình sẽ mang lại phiền phức lớn như vậy cho anh. Trần Ngư khá buồn, kính cận siêu siêu vẹo vẹo trên sống mũi, khí chất trang nhã thanh lịch lúc ban đầu đã chịu ảnh hưởng ít nhiều. Tề Đẳng Nhàn đưa Trần Ngư chạy một vòng, sau đó lại chạy về chỗ ban đầu, đám người cầm mã tấu đã bị bỏ xa một quãng, nhưng vẫn còn bám giết không tha. Ở trong mắt bọn họ, Trần Ngư chính là một chiếc thẻ ngân hàng có giá trị cách xù, là loại thẻ ngân hàng có giá trị lên tới 9 con số. Cô mau lái xe tới đây đón tôi, để tôi lo phía này. Tề Đẳng Nhàn ném chìa khóa xe của mình Trần Ngư. Trần Ngư không nói nhiều, lập tức cầm chìa khóa xe chạy về phía bãi đỗ xe, cô ấy cũng biết đây không phải thời điểm thích hợp để nhiều lời. Tề Đẳng Nhàn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi hạ thanh đao đang cầm trong tay xuống, đứng ở cửa bãi đỗ xe, dường như chỉ cần một mình hắn cũng có thể canh giữ chỗ này, một vạn người cũng không thể lọt qua. Một đám người cầm mã tấu nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Bọn họ không hề nói lời vô nghĩa với Tề Đẳng Nhàn, lập tức vung mã tấu về phía trước. Tề Đẳng Nhàn hít một hơi thật sâu, sau đó từ tốn thở ra, nhịp thở như rồng, một luồng khí cuồn cuộn vây xung quanh cơ thể hắn, khiến người ta khó có thể tin được một người lại có thể có được hơi thở mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với thanh mã tấu đang lao về phía mình, Tề Đẳng Nhàn từ tốn bước về phía trước. Thanh đao trong tay hắn vung lên với tốc độ đáng kinh ngạc, găm thẳng vào bả vai của tên cầm mã tấu. Bả vai hắn hướng lên trên đỉnh đầu, huyết tên kia mạnh tới nỗi thanh đao găm vào bả vai kia bật ra xa, sau đó thanh đao lại tiếp tục đâm và xô về phía trước. Thanh đao trên tay hắn có sẵn vết máu, cho nên nhát đâm này trở nên vô cùng trơn tru. Tên cầm mã tấu còn chưa kịp phản ứng lại, Tề Đẳng Nhàn đã nhanh chóng rút đao ra khỏi người gã rồi lao vào cuộc đụng độ với một tên khác. Tên cầm mã tấu vừa định đuổi theo Tề Đẳng Nhàn để tiếp tục tiến công, nhưng mới đi được hai bước, gã lại cảm thấy bụng mình nóng ran, bèn cúi đầu nhìn cơ thể mình, phát hiện có một vết cắt lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Chưa đi nổi hai bước, gã lập tức quỳ rạp xuống đất, máu tươi ồng ộc trào ra từ miệng và mũi. Sau đó, gã nhìn thấy đồng đội của mình bị Tề Đẳng Nhàn nện một chưởng vào cổ họng, da thịt và cả thớ cơ ở cổ họng đều bị đánh cho nát vụn, trở thành một mớ bòng bong thịt xương lẫn lộn treo lủng lẳng bên cổ. Tiếp theo, tên đồng đội của gã ngã rạp ra đất, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín, chỉ trong thời gian ngắn, khuôn mặt tên đó chuyển thành màu tím ngắt do thiếu không khí, thân thể run lên bần bật. Trưởng này thật là tàn nhẫn, trong đầu tên cầm đao xuất hiện một ý nghĩ cuối cùng, sau đó đôi mắt nhìn đồng đội của gã dần khép lại. Tề Đẳng Nhàn đơn thương độc mã che chắn trước cửa vào bãi đỗ xe, dùng đao chém hết tên này đến nơi khác. Tiếng đao kiếm vào nhau vang khắp bốn phía, ánh lửa do kim loại đụng vào nhau tóe ra khắp nơi, đám người cầm mã tấu kia lao lên tới tấp, rồi lại lần lượt ngã ra đất. Điều đáng sợ hơn là, trên người Tề Đẳng Nhàn không có lấy một vết thương, tới cả quần áo cũng không mảy may có một vết xước. Trong đêm tối, hai mắt hắn sáng đến đáng sợ, tỏa ra ánh sáng xanh như hai mắt sói. Trong thời gian gần đây, khả năng thể chất của hắn đã được rèn luyện không ngừng. Đã đạt đến một đỉnh cao chưa từng có, điều này được thể hiện vô cùng chân thực trong trận đại chiến ngày hôm nay. Đúng lúc này, tiếng động cơ gầm rú dữ dội truyền đến, đám người cầm mã tấu kia sợ hãi lui đang hai bên như thủy triều rút xuống. Một chiếc Holly màu đen lao tới nhanh như chớp, phi về phía Tề Đẳng Nhàn. Tốc độ cực kỳ nhanh, e rằng lên tới 70-80 mã lực. Tên đội mũ ngồi trên chiếc mô tô kia lấy ra một khẩu súng lục, chĩa về phía Tề Đẳng Nhàn mà nổ cò liên tục. Tề Đẳng Nhàn đứng yên không động đậy, như thể hắn đã dự đoán được đường đạn chính xác không chệch một ly, tất cả những phát súng này đều được bắn ra phía sau hắn.
Khi chiếc mô tô còn cách Tề Đảng Nhàn khoảng chừng 5 mét, tiếng động cơ bỗng gào rú kinh người hơn, tốc độ tăng mạnh, với tốc độ như vậy, e rằng hắn sẽ bị đâm văng ra xa mấy chục mét. Nhưng Tề Đảng Nhàn không hề né tránh, hai chân hắn lập tức bước thẳng về phía trước, chân trước di trên mặt đất khoảng nửa bước, bàn chân sau cũng xoay vuông góc với hướng xe, sống lưng thẳng tắp, một lực đẩy kinh hồn theo chiều xoắn ốc được tạo ra giữa hai bàn chân, truyền đến eo và hông hắn, sau đó tới bả vai, rồi đến cánh tay. Hai chân hắn quét ngang trên mặt đất thành một hình bán nguyệt nhỏ, hắn giơ tay phải lên cao, khi chiếc mô tô đi đến trước mặt mình, hắn đột nhiên ấn xuống một cái. Trước ánh mắt kinh hãi của đám người kia, bàn tay Tề Đảng Nhàn ấn thẳng lên đầu máy của xe mô tô. Ket-t-t-t. Sau đó, tiếng chói tai của lốp xe mô tô chà sát vào mặt đất vang lên, mọi người trông thấy đuôi xe của mô tô vểnh lên, bánh trước chà sát điên cuồng với mặt đất, đầu xe bốc đầy khói đen. Tên lái xe mô tô cũng không khỏi cảnh sợ ngây người, kinh hồn táng đảm nhìn Tề Đảng Nhàn dùng một tay chặn chiếc xe của mình, hoảng loạn thốt lên, đây là công phu gì vậy hả? Tề Đảng Nhàn không trả lời, bàn tay càng ấn mạnh hơn, toàn bộ chiếc mô tô bị mất thăng bằng, bật nảy khỏi mặt đất. Sau đó, vai hắn huýt một cái về phía trước. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc mô tô bị Tề Đảng Nhàn huýt thành 5-7 mảnh, tên lái xe đang bay giữa không trung cũng bị hắn đánh cho một chưởng ngay giữa lưng. Nhân một chưởng này, tên lái xe bỗng cảm thấy như mình vừa đụng phải một con voi ma mút, quần áo bảo hộ trị giá mấy chục ngàn tệ trên người gã cũng bị đánh cho nát bươm. Cơ thể gã và linh kiện vỡ vụn của mô tô bị đánh cho bay tứ tung, uỳnh một tiếng, nện thẳng vào vách tường, trở thành một mớ hỗn độn máu thịt lẫn lộn, tên lái xe đột tử ngay tại chỗ. Với sức lực của Tề Đảng Nhàn, đừng nói là một chiếc xe gắn máy, cho dù là một chiếc xe thể thao, hắn cũng có thể hạ ngay tại chỗ dễ như trở bàn tay. Mọi người trông thấy Tề Đảng Nhàn vừa dẫm lên mặt đường trải xi măng, nền đường đã xuất hiện hai cái hố to, như thể xi măng nhão nhoét lúc chưa được hong khô bị kẻ nào đó dẫm vào phá hoại. Lên, nhiều kiến cũng cắn chết được voi, cho dù da thịt nó có làm bằng sắt thì ta vẫn đóng đinh vào được. Tao không tin chúng ta không giết được nó. Có người thét lớn. Sau đó, đám người cầm mã tấu đồng loạt lấy lại tinh thần, ào ào lao về phía Tề Đảng Nhàn như thủy triều đen kịt ập vào bờ biển. Sức mạnh của Tề Đảng Nhàn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ, thậm chí còn khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng lợi ích khiến cho người ta mù quáng, hơn nữa bọn họ còn đông gấp mấy trăm lần. Càng đông, bọn họ càng can đảm hơn. Đây chính là lý do tại sao khi một vài kẻ đưa ra những lời bàn luận ngu ngốc đều sẽ phải tìm vài kẻ đứng về phía mình. Đánh nhau cũng như vậy. Ánh mắt Tề Đảng Nhàn lạnh như băng, nhanh chóng hạ gục 8 tên cầm mã tấu cùng lao tới chỉ bằng tay không. Đúng vào lúc này, một bóng người lao ra từ trong đám người, tay người này cầm một con dao găm, góc đâm của kẻ này cực kỳ xảo quyệt. Nếu như nhát dao này đâm trúng, tất nhiên sẽ trở thành đòn chí mạng găm thẳng vào khe xương sườn của Tề Đảng Nhàn, sau đó xuyên vào bên trong, gây thương tích trực tiếp cho lá phổi. Tề Đảng Nhàn cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn cũng biết người này chắc chắn không giống với mấy tên võ biển cầm mã tấu này, mà là một vị cao thủ ẩn mình trong đám người thường, là con hổ giữa bầy chó săn. Võ công đi lên được trình độ này, Tề Đảng Nhàn đã trở nên vô cùng nhạy bén trước những mối nguy hiểm. Cái này gọi là không nhìn không hỏi, nhưng vẫn biết nguy hiểm mà né. Thắt lưng hắn xoay một góc, tựa như một quả cầu, vô cùng linh hoạt. Quyền kinh có đoạn, đan điền như quả cầu, eo như trục cầu, kẻ biết vận dụng ắt sẽ trở thành cao thủ. Thắt lưng Tề Đảng Nhàn linh hoạt chẳng khác nào một nữ diễn viên múa trên sân khấu chuyên nghiệp, vô cùng mềm dẻo, chỉ với một cái xoay người khẽ khàng đã có thể tránh được con dao găm. Cùng lúc ấy, bàn tay hắn dang rộng như vuốt hổ, giáng thẳng một đòn lên đầu kẻ cầm dao kia. Sau khi giáng đòn này xuống, hắn có thể túm đầu tên kia lên nhẹ như trở bàn tay, hộp sọ cũng sẽ vì vậy mà bung ra, khiến cho não bay tứ tung. Có điều đối phương cũng đã chuẩn bị từ trước, sau nhát dao hụt kia, gã lập tức cúi đầu xuống, né tránh vuốt hổ của Tề Đảng Nhàn, đồng thời ống tay áo cũng xuất hiện một con dao găm khác. Tên đó cầm hai con dao găm trong tay mình, thân thể lao về phía trước. Hai tay điên cuồng nhằm vào cẳng chân của Tề Đảng Nhàn mà chém. Vịnh Xuân Bát Trảm Đao. Trong đầu Tề Đảng Nhàn nhanh chóng xuất hiện đáp án, hắn vội vàng lui về phía sau. Khi lui về phía sau, hắn cũng không quên ra tay đánh gục đám người cầm mã tấu lao về phía mình.
Hắn giang rộng tay rồi tung ra một cú đấm ngang, khiến vòng ngực một tên bị vỡ nát ngay tại chỗ, bay xa mấy mét trong trạng thái máu thịt lẫn lộn. Ngay sau đó, hắn lại tung ra hai quyền liên tiếp, vô cùng lưu loát nhanh nhẹn, không có lấy một động tác thừa, mỗi quyền hạ một tên. Cao thủ kia đang cúi sát đất, tung đòn liên tiếp về phía cẳng chân của Tề Đẳng Nhàn. Sau mười mấy nhát chém nhưng không có lấy một lần trúng, tên cao thủ Vịnh Xuân Bát Trảm đao kia không thể không nản chí, trọng tâm của cơ thể vừa định hướng lên trên đã trông thấy Tề Đẳng Nhàn tung một cước về phía này. Gã ta không chút do dự, đôi dao găm hướng thẳng lên trên, lao về phía trước hòng đâm trúng lòng bàn chân của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, cẳng chân vừa chìa ra đã nện xuống đất, chặn nhát dao kia như gà trọi cứng cựa, mặt đối mặt với tên cầm dao găm. Vào lúc này, tên cầm dao nằm dạp ra mặt đất, sử dụng đủ loại chiêu thức khác nhau, kẹp lấy chuôi dao bằng chân, sau đó chém vào cẳng chân Tề Đẳng Nhàn như một cây kéo hình người. Tề Đẳng Nhàn nhún chân một cái, sau đó nhảy lên không trung, thân thể lộn một vòng giữa, hai lòng bàn tay mở rộng, năm ngón tay cong lên, sau đó giáng xuống như chim ưng bắt thỏ. Người này nhìn thấy biến hóa này của Tề Đẳng Nhàn thì cười khinh khỉnh, hai chân cuộn lên trước ngực, lập tức ra chiêu thỏ đạp đại bàng, nhắm thẳng vào ngực của Tề Đẳng Nhàn mà đá. Tiếc rằng gã đã xem nhẹ sức mạnh kinh hồn của Tề Đẳng Nhàn, mắt cá chân lập tức bị mấy ngón tay hắn nắm chặt. Tiếng xương vỡ vụn lập tức vang lên giòn giã, tên cầm dao găm đau tới mức động tác cũng trở nên biến dạng, lực đạp cùng chẳng còn giữ được bao nhiêu. Khi Tề Đẳng Nhàn từ không trung rơi xuống, một tay hắn đè đầu đối phương, năm ngón tay lập tức trở nên thô ráp như gang trong nháy mắt, phịch một tiếng, đầu gã kia nổ tung như bong bóng. Những kẻ bị tiền tài làm cho mờ mắt đứng xung quanh trông thấy cảnh này cũng giật thót người, sau đó đồng loạt lui ra sau mấy bước. Đúng vào lúc này, tiếng ồn của động cơ ô tô truyền đến từ phía sau lưng Tề Đẳng Nhàn. Trần Ngư đã lái xe tới đây, đỗ ở phía sau lưng hắn. Không sợ chết thì mau lên đây. Tề Đẳng Nhàn khom lưng nhặt một thanh đao còn đang rướm máu, chĩa về phía đám người đông nghịt phía trước, ngoài cười nhưng trong không cười. Đám người cầm mã tấu trố mắt nhìn nhau, lúc này đây, bọn họ chẳng còn khí thế hừng hực như khi nãy nữa, thậm chí còn cảm thấy căng da đầu, sởn tóc gáy. Mau tới đây, tao còn chưa đã nghiền đâu, thêm mấy thằng nữa đi. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười đáng sợ. Dù đang đối mặt với ngàn vạn người, hắn vẫn vô cùng hiên ngang. Tề Đẳng Nhàn thấy không ai dám động thủ, cũng không dám phát ra tiếng động thì cười lạnh một tiếng, hắn ném thanh đao kia đi, sau đó xoay người lên xe. Trần Ngư nhìn Tề Đẳng Nhàn khiến cho đám người cầm mã tấu kia sợ như gặp quỷ cũng cảm thấy vô bừng bừng khí thế, đại anh hùng lấy một địch ngàn vạn người như trong tiểu thuyết diễn nghĩa của người xưa chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Đỉnh vãi, Trần Ngư không nhịn được mà phun ra những lời thô tục mà cả đời cô ấy chưa từng thốt ra. Đi thôi. Đi thẳng về nơi ở của tôi, mấy ngày này cô cứ ở đó là được, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ cho cô được an toàn. Tề Đẳng Nhàn nói. Trần Ngư để Tề Đẳng Nhàn chỉ đường cho mình, đạp chân ga phóng ra ngoài, đám người cầm mã tấu đều hoảng loạn tránh sang một bên. Cho dù bây giờ cái giá cho tính mạng của Trần Ngư có tăng lên gấp 10 lần, bọn họ cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi động thủ. Chiếc ô tô rời khỏi bãi đỗ xe, Trần Ngư đạp chân ga chuẩn bị tăng tốc. Tề Đẳng Nhàn lại đột ngột vặn tay lái của cô ấy. Thân xe lập tức chấn động kịch liệt, sau đó phát ra một tiếng vang trầm đục, cửa sau của xe bị đạn của súng bắn tỉa xuyên qua, tạo thành một cái lỗ đen cực lớn. Nếu vừa rồi Trần Ngư đang lái xe theo đường thẳng, phát súng đó sẽ khiến đầu cô ấy nổ tung. Đi mau, Tề Đẳng Nhàn thúc giục. Khóe miệng Trần Ngư không kìm được mà giật lên mấy cái, sắc mặt trở nên âm trầm, tiếp tục đạp chân ga để lái xe. Đến một ngã tư được, một chiếc ô tô nhỏ lao ra từ chỗ ngoặt, lao thẳng vào ghế lái. Nhưng cùng lúc đó, một chiếc Grand Cherokee cũng lao ra từ chỗ ngoặt, ngay lúc chiếc xe sắp va chạm với chiếc ô tô nhỏ kia, chiếc Grand Cherokee đã đập vào hông xe, gây ra một tiếng vang lớn. Cả chiếc xe con lập tức bay ra xa, lộn hai vòng trên không trung rồi vỡ vụn, thân xe biến dạng, bốc khói đen kịt. Cửa sổ xe Grand Cherokee hạ xuống. Hướng Đông Tinh thò đầu ra ngoài do thám tình hình, nói vội còn không mau đi nhanh lên. Tề Đẳng Nhàn không thể nào ngờ được, khi hắn gặp nguy hiểm, người đầu tiên tới đây chi viện lại là Hướng Đông Tinh. Chuyện này quả là khiến cho hắn kinh ngạc vô cùng. Tăng tốc, mau, Tề Đẳng Nhàn nói với Trần Ngư. Trần Ngư không nói hai lời đạp mạnh vào chân ga,
chiếc xe tăng tốc lao thẳng về phía trước. Sau đó, cô ấy nghe thấy tiếng động cơ xe gắn máy gầm rú, vài chiếc xe gắn máy lao ra từ bên đường, đám người lái xe đồng loạt cầm theo súng hơi và bắn thẳng vào xe của bọn họ. Hàng loạt viên đạn găm vào thân chiếc Phaeton như đóng đinh, bắn ra vô vàn tia lửa, khiến cho các cửa kính đều vỡ nát. Mẹ nó, con xe này của mình đúng là gặp phải đại họa mà. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà chửi thầm, bỗng nhiên duỗi tay ấn lên cần gạt bên phải đùi của Trần Ngư. Động cơ được điều chỉnh, tốc độ bỗng nhiên tăng mạnh, ngay sau đó, Tề Đẳng Nhàn dùng tay phải điều khiển, đồng thời nhấn nút phanh tay. Sau khi tăng tốc, chiếc xe bất ngờ bị hếch đuôi lên, nhưng đáng ngạc nhiên là nó không bị lật. Hơn nữa, sau khi đuôi xe hếch lên, chiếc xe cũng nện mạnh vào một chiếc xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy này không kịp né, bị đâm cho nát vụn, tên lái cũng bị văng ra xa, bay lên cao khoảng chừng 4 mét, xa gần 10 mét, ngã thẳng vào lan can của đường, cơ thể đáp lên lan can chẳng khác nào bùn nhão. Đệ nhị chiếc xe máy vận khí cũng không tốt, trực tiếp đánh vào xe trên đầu, trên xe lái xe đồng dạng bị ném phi, thân thể ở không trung thất hành, trong miệng oa oa gọi bậy, phịch một tiếng, đầu trước rơi xuống đất. Chiếc xe gắn máy thứ hai cũng không được may mắn, đâm trực diện vào đầu ô tô, người ngồi trên xe cũng bị hất văng ra xa, cơ thể bị mất thăng bằng trên không trung, miệng không ngừng la hét, phịch một tiếng, tiếp đất bằng đầu. Cái chết như vậy, quả thực thảm tới nỗi không nỡ nhìn. Mau, Tề Đẳng Nhàn nhấn phanh xe, dùng nắm đấm hất bay những viên đạn găm vào kính chắn gió, lớn tiếng quát Trần Ngư. Trần Ngư hít sâu một hơi, hai tay ổn định khống chế tay lái, tiếp tục lao thẳng về phía trước. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, khuôn mặt gặp phải gió mạnh như cắt da cắt thịt, khiến cô ấy gần như không thể mở được hai mắt. Đừng dừng lại, tiếp tục duy trì vận tốc này, nếu không người đuổi tới đây sẽ càng lúc càng đông hơn. Tề Đẳng Nhàn lớn giọng bảo, giọng nói trong tiếng gió rít rất khó nghe rõ. Kỹ thuật lái xe của Trần Ngư cũng không chê vào đâu được. Cách lái xe này của cô ấy không hề giống với kiểu nữ tài xế bình thường, có thể nhìn ra được, hình như cô ấy cũng từng bỏ công sức ra tập luyện. Khi đi qua một khúc cua, một chiếc xe gắn máy vẫn bám riết ở đằng sau, Tề Đẳng Nhàn bất thình lình mở cửa xe, thuận thế đá một cái lên cửa xe ô tô. Cửa xe ở trong nháy mắt chạy đến lớn nhất, mặt sau xe máy đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp đụng vào mở ra cửa xe thượng, phịch một tiếng vang lớn, cửa xe bay đi ra ngoài, xe máy cũng trực tiếp bị đâm bay, trên xe người, càng không cần phải nói. Cánh cửa mở ra góc tối đa chỉ trong tích tắc, chiếc xe gắn máy phía sau không kịp đề phòng đã tông thẳng vào cánh cửa đang mở. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa ô tô văng ra, chiếc xe gắn máy cũng bị tông trực diện, tên lái xe cũng phải chịu chung cảnh ngộ. Giờ thì hay rồi, có muốn trả về xưởng cũng không trả được nữa. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười khổ. Hay ông trời đã sắp đặt, khiến cho hắn cả đời chỉ có thể lái Aston Martin. Đã tới nước này rồi, hắn còn không quên bấn cợt đôi câu, tâm thái thực sự vô cùng đáng nể. Tề Đẳng Nhàn vừa chỉ huy Trần Ngư lái xe, vừa lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, sắp xếp rất nhiều chuyện cùng một lúc. Hình như bình xăng đã bị đạn bắn phải, đang chảy xăng đó. Trần Ngư nhìn về phía đồng hồ đo lường, thấp giọng nói. Không sao hết, chạy được tới đâu thì chạy. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn về phía sau, bảo Trần Ngư giảm vận tốc xe lại một chút. Lúc này, một chiếc xe tải lớn đột ngột xuất hiện ở phía trước, sau đó phanh gấp, đột ngột dừng lại giữa đường. Trần Ngư không kịp trở tay, tuy rằng cô ấy đã đạp phanh rất mạnh, nhưng hai chiếc xe vẫn không tránh khỏi va chạm. Một tiếng đoàng vang lên, thảm án lớn nhấn nhân gian đã xảy ra. Ngay lúc này, túi khí an toàn của xe hơi lập tức bung ra, đập thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư. Cặp kính của Trần Ngư bị đập cho nát bươm, mảnh vỡ của gọng đâm một nhát vào sống mũi, máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ túi khí an toàn màu trắng. Tề Đẳng Nhàn cũng không khá hơn được bao nhiêu, hắn đột nhiên bị túi khí đập vào người, cộng với tác động của va chạm, hắn cảm thấy mày váng mắt hoa, suýt nữa thì hôn mê. Khổ thật đấy, nữ tài xế quả nhiên là không đáng tin, Tề Đẳng Nhàn mắng thầm trong lòng, vội giơ ngón tay lên. Móng tay của hắn bật ra như dao, quẹt qua và cắt vào túi khí, bụp một tiếng, túi khí bị đâm cho nổ tung, giải thoát cho hắn khỏi tư thế khó cử động. Tề Đẳng Nhàn nhanh nhẹn giơ ngón tay ra dẹp cả túi khí an toàn ở ghế lái cho Trần Ngư, cởi bỏ đai an toàn của cô ấy. Hắn ôm nách Trần Ngư, kéo cô ấy xuống khỏi chiếc xe con.
Tề Đẳng Nhàn còn bị đâm cho mày váng mắt hoa, bên tai vẫn còn ong ong, huống chi là Trần Ngư. Bây giờ cô ấy yếu ớt đến nỗi không thể mở nổi mắt, cả khuôn mặt toàn là máu tươi, thấu kính vỡ vụn găm thẳng vào làn da trắng nõn. Tôi sắp chết rồi ư? Trần Ngư không nhịn được mà rên rỉ, vô cùng đau khổ. Không chết được đâu, chỉ là mấy vết thương nhỏ mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nhe răng trợn mắt mà cười, ôm Trần Ngư đi về phía lề đường. Đúng lúc này, có một tên nhảy từ trên xe tải xuống. Tên này chừng 40 tuổi, cao khoảng 1m7, dáng người gầy gò nhưng săn chắc, hai mắt có thần, đôi bàn tay to gầy chưa cả xương, xương nắm tay gần như đã lộ ra ngoài thịt. Tề Đẳng Nhàn có thể cảm nhận được, người này nhìn có vẻ chỉ mới hơn 40 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn tuổi, chẳng qua khí huyết và kinh mạch của ông ta bị bịt kín, già mà không yếu, không nhìn ra mà thôi. Hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn cũng có thể nhìn ra một vài đặc điểm trên người ông ta, trong lòng cũng bắt đầu có phán đoán. Người này hẳn là đà chủ ở phân đà Thượng Hải của Long Môn, Văn Dũng Phu. Cậu là Tề Đẳng Nhàn có phải không? Văn Dũng Phu nhìn Tề Đẳng Nhàn, nhẹ giọng hỏi. Ông là đà chủ của Long Môn phân đà Thượng Hải sao? Là cha của Văn Tứ Thuận ư? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày hỏi. Văn Dũng Phu từ tốn gật đầu, ông ta nói, không tồi, đúng vậy. Tề Đẳng Nhàn cười nói, thật đúng là đánh được thằng con thì thằng cha xuất hiện, cũng thú vị ra phết đấy. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không ngờ Văn Dũng Phu tới đây trả thù muộn như vậy. Đương nhiên Văn Dũng Phu đã muốn ra tay từ lâu, nhưng sau khi bàn luận với đám người ở Long Môn, ông ta quyết định dành việc trả thù vào thời khắc quyết định ngày hôm nay. Tôi đã muốn lấy cái mạng chó của cậu để báo thù cho con trai tôi từ lâu, nhưng mãi chẳng có thời cơ. Hôm nay đúng là vừa đẹp. Đánh chết cậu xong, tôi sẽ giết cả người phụ nữ họ Trần này. Văn Dũng Phu đi về phía trước một bước, quần áo thình lình bị gió thổi bay, quanh người xuất hiện một dạng khí chất đáng nể sợ. Tề Đẳng Nhàn không thể không cảm thấy kinh ngạc, chẳng ngờ tên Văn Dũng Phu này cũng là một vị cao thủ lợi hại, nhưng danh tiếng lại chẳng hề có, còn không vang dội bằng con trai Văn Tư Thuận của ông ta. Rất dễ hiểu, người này cố ý giấu dốt, khiến cho kẻ khác không đề phòng ông ta. Tề Đẳng Nhàn cười bảo, ai đánh chết ai còn chưa chắc đâu. Văn Dũng Phu cười lạnh, nếu là ngày thường, cậu còn có thể tự tin nói ra được lời này. Nhưng kẻ địch trước mắt cứ ập đến hết đợt này đến đợt khác, thể lực của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, cậu nghĩ mình vẫn có thể đánh lại tôi sao? Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn thoáng thay đổi, tên Văn Dũng Phu này có vẻ còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của hắn, là cao thủ vô cùng hiếm gặp. Lời này của ông ta cũng có lý. Đúng là hắn đã tiêu hao không ít thể lực. Thể lực và tinh lực của loài người không phải là vô hạn, cho dù là Tề Đẳng Nhàn, dưới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, sao có thể sung sức như lúc ban đầu được nữa chứ? Trần Ngư lau máu trên khuôn mặt mình, cô ấy nói, đà chủ của phân đà Thượng Hải ở Long Môn, Văn Dũng Phu phải không? Tôi với ông không thù không oán, nếu như ông giết tôi, ông không sợ bị Trần gia báo thù sao? Nếu như bị Trần gia làm khó dễ, cho dù là toàn bộ Long Môn cũng không thể giữ được ông đâu. Tới chuyện này mà ông cũng không hiểu sao. Văn Dũng Phu nói, đương nhiên là tôi hiểu rõ, nhưng sau khi cô chết, Trần gia làm khó dễ, những người khác chưa chắc đã không đề phòng. Hôm nay tôi muốn cô phải chết, muốn khiến cho Trần gia nổi điên. Sau khi nói xong câu này, ông ta lại tiến thêm một bước về phía trước. Ông ta cũng rất cẩn thận, bởi vì ông ta biết Tề Đẳng Nhàn là một cao thủ. Không thể khinh nhờn. Hơn nữa ông ta cũng hiểu rõ, Tề Đẳng Nhàn là một tay rất giỏi trong việc tập kích bất ngờ, lợi dụng thần lực trời sinh của bản thân để đánh cho kẻ khác trở tay không kịp. Nếu như để hắn giành được thế chủ động trong trận chiến này, rơi vào thế hạ phong, vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Sắc mặt Trần Ngư trắng nhợt, quả nhiên chuyện này không thể xem thường, cô ấy quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, trong đầu bất chợt xuất hiện một ý tưởng. Rất rõ ràng, thế lực muốn đối phó với Trần gia đã cấu kết với kẻ thù của Tề Đẳng Nhàn. Nếu như cô ấy chết ở Trung Hải, Tề Đẳng Nhàn cũng không thể thoái thác tội của mình, trong khốn cảnh này, rất có thể hắn cũng ra thất bại thảm hại. Hơn nữa, sau khi cô ấy qua đời, Trần gia sẽ điên cuồng báo thù, tất nhiên sẽ bị người ta nắm bắt được sơ hở. Đây đúng là nước đi nhất tiễn song điêu, vừa có thể tính kế Trần gia, lại vừa hãm hại được Tề Đẳng Nhàn, ai có thể tạo ra cục diện như vậy? Răng cái bẫy lớn như vậy cơ chứ. Cậu cứ chạy thử xem,
dù sao mục tiêu chính của tôi ngày hôm nay, cũng là cô ta. Văn Dũng Phu cười nói, bàn tay siết chặt. Trần Ngư tái mét mặt, Tề Đẳng Nhàn bèn trấn an cô ấy, tôi sẽ không bỏ rơi bạn bè của mình. Dứt lời, bước chân hắn dồn dập, phịch một tiếng, xương sống lưng phát ra âm thanh như dây cung đứt, thân thể lướt đi như gió thu quét lá rụng. Sau một bước ngắn, hắn đã ở ngay trước mặt Văn Dũng Phu. Khoảng cách giữa hai người không đến một mét, đều ngồi xổm một cách ung dung, quả đúng là khởi phục tổn thân nhược bôn mã, lăng không hư đỉnh thần hình khai một. Nếu hai người đồ đệ trông thấy tình cảnh này, bọn họ có thể được mở mang tầm mắt ít nhiều. Trước tình cảnh này, hắn là người tung ra nắm đấm trước tiên. Cú đấm này có cự ly công kích rất xa, nhưng tốc độ ra chiêu lại cực nhanh, cực gọn, không một tiếng động, ngay cả âm thanh xé gió của nắm đấm cũng không xuất hiện. Tốc độ này khiến cho người ta khó mà tình được vào mắt mình. Một khởi phục tồn thân nhược bôn mã, lăng không hư đỉnh thần hình khai, tạm dịch là thế ngồi xổm như phi ngựa nước đại, xung quanh là thinh không mà như có bóng dáng của thần linh, ý chỉ người có thể lực, khí thế kinh người. Nắm đấm còn chưa tới nơi, trên quần áo của Văn Dũng Phu đã xuất hiện một dấu tay năm ngón. Nhưng ông ta không hề nghe được chút âm thanh nào của đòn đánh này, điều này khiến cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Không có tiếng sấm nhưng lại có sét, đã đạt tới cảnh giới như vậy rồi sao? Bây giờ tuổi cậu còn rất trẻ, thật đúng là đáng sợ mà. Hai mắt Văn Dũng Phu ngay lập tức sáng gấp 10 lần khi nãy, hình ảnh Tề Đẳng Nhàn được ông ta thu gọn vào trong mắt. Đối mặt với nắm đấm có uy lực như đạn pháo này, Văn Dũng Phu chọn cách dùng cứng đối cứng, mà lui về phía sau, tạm lánh đòn này. Văn Dũng Phu lùi về sau mấy mét liền, lui tới tận đầu xe tải. Tề Đẳng Nhàn đuổi giết không tha. Lúc này, chân của Văn Dũng Phu nâng lên, ông ta đạp về phía sau, đá lên mặt lốp xe tải. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, lốp xe tải bẹp rúm trong nháy mắt, hơi xăng cũng bắt đầu rỉ ra. Văn Dũng Phu nhấc cánh tay phải, nương theo lực đẩy mà nghiêng người, nắm đấm phăm phăm lao về phía cổ Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhấc tay phải lên, hóa thành dạng con hổ đang ôm đầu, khuỷu tay lập tức giơ lên trên. Dùng đòn hổ ôm đầu để đỡ nắm đấm của Văn Dũng Phu. Nắm đấm của Văn Dũng Phu đập vào khuỷu tay của Tề Đẳng Nhàn, ông ta cảm thấy sức mạnh của đối phương lớn kinh khủng khiếp, như thể hắn sắp đánh cho ông ta bay lên trời vậy. Vì vậy, ông ta chặn đòn bằng một cú đá thẳng, sau đó lùi lại một bước và dựa vào đầu xe tải. Rầm! Lại là một tiếng vang lớn, Văn Dũng Phu đập mạnh lưng vào đầu xe tải, như thể một người khổng lồ thép đã va vào đầu xe. Đúng lúc này, chiếc xe tải nặng hơn chục tấn rung lắc dữ dội hai ba bận, trên thân xe được chế tạo bằng thép xuất hiện một vết lõm hình người sâu hóm ở đằng sau lưng ông ta. Tác dụng của lực là tương hỗ, đương nhiên Tề Đẳng Nhàn không phải siêu nhân phản vật lý có thể khiến Newton lật tấm ván quan tài ra mà chứng kiến, vì vậy hắn cũng bị đánh lui về phía sau hai bước. Vừa lùi tới bước thứ hai, hắn đột nhiên khựng một chân lại, chân sau chạm đất, mũi giày ma sát với mặt đất, hiện tượng ma sát bắt lửa. Khiến cho khói đen bốc lên, với cách này, hắn ổn định lại cơ thể ngay lập tức. Văn Dũng Phu lại đá chân lên xe tải, huỳnh một tiếng, cánh cửa xe vỡ vụn, ông ta mượn phản lực này, dồn sức lao về phía Tề Đẳng Nhàn. Ông ta lập tức đứng ngay trước mặt Tề Đẳng Nhàn, hai gót chân quét đất, vung nắm đấm như mũi tên bật khỏi dây cung, cả hai nắm đấm đều lao thẳng vào chỗ hiểm của Tề Đẳng Nhàn. Cánh tay hắn bắt đầu ra đòn, đầu tiên bật ra, sau đó vung lên. Rồi lại dùng một lực kinh hồn mà đấm thẳng. Lực của cú đấm khiến ống tay áo rộng của Văn Vĩnh Phúc bay lất phất, suýt chút nữa đã nát bươm. Với một cú đấm như vậy, nếu người tung đòn không rèn sức bền của cột sống và kiểm soát con rồng lớn này, vậy thì sẽ không thể tạo ra động lượng và hiệu quả như vậy. Võ công của Văn Dũng Phu quả thực cao hơn Văn Tứ Thuận đến mấy lần, hơn nữa lối đánh của ông ta vô cùng xảo quyệt và kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú. Đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói, ông ta có thể được coi là kỳ phùng địch thủ. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn không phải loại người sợ đương đầu với kẻ mạnh, hai tay hắn lại hóa thành hình dạng vuốt hổ, lập tức ấn xuống, sau khi đụng độ với nắm đấm của Văn Dũng Phu, một cánh tay khác lại chụp lấy mặt ông ta, tựa như mãnh hổ leo núi. Thằng nhãi này rõ ràng là cao thủ đánh nội quyền, nhưng đụng đến ngoại quyền và cách thế võ khác, nó cũng vô cùng thành thạo. Văn Dũng Phu thầm than trong lòng. Lúc này đây, cả hai đang lấy cứng đối cứng, dốc hết sức lực, bốn tay đụng độ với nhau, nội tạng, cơ bắp, xương cốt đều đang hoạt động không ngừng nghỉ,
ám kình được vận dụng triệt để, cả hai đều muốn giết chết đối phương càng sớm càng tốt. Trong nháy mắt này, Trần Ngư đứng ngoài chứng kiến cũng có thể nghe được tiếng tim đập như nổi trống kia, hơn nữa máu của hai người họ chẳng khác nào sông dài biển rộng, thậm chí còn có thể phát ra tiếng sục sôi. Văn Dũng Phu liên tiếp dùng lực của mình để đè ép Tề Đẳng Nhàn bằng hai bàn tay kia, ông ta biết rằng sức đánh từ nắm đấm của đối phương đã cạn, nếu đòn tiếp theo không phải đòn từ cùi chỏ, thì cũng sẽ là chiêu thức khác. Nhưng vào lúc này, mãnh hổ Tề Đẳng Nhàn lại leo về phía trước, di chuyển theo đúng cách thức của loài hổ. Mạnh đấy nhỉ, Văn Dũng Phu cười lạnh, những nắm đấm tiếp tục được tung ra. Một đấm này, tất nhiên có thể đánh cho Tề Đẳng Nhàn hỏng hết kinh mạch, sau đó nhân cơ hội này đánh chết hắn. Nhưng khi ông ta tung ra nắm đấm, lại phát hiện có cái gì không đúng, tư thế của Tề Đẳng Nhàn là dạng hổ hình, mà ngón tay lại giống như móng vuốt đại bàng. Chỉ trong chớp mắt, các ngón tay Tề Đẳng Nhàn đồng loạt biến thành một màu đen tuyền vô cùng đáng sợ, giống như bàn tay của xác chết từ ngàn năm trước, tựa như móng vuốt của quỷ dữ đến từ âm giới, vừa nhìn đã thấy âm khí dày đặc, khiến cho người ta hết cả hồn. Nắm đấm của Văn Dũng Phu đập vào lòng bàn tay Tề Đẳng Nhàn, cánh tay Tề Đẳng Nhàn run lên, lập tức đầy vết bầm tím, rõ ràng hắn đã bị thương không hề nhẹ ở các thớ cơ và gân cốt. Nhưng nắm tay của Văn Dũng Phu cũng bị các ngón tay của Tề Đẳng Nhàn khoét cho mấy lỗ sâu hõm. Không hay rồi, là ưng chảo thiết bố Sam, sao thằng nhãi này lại biết nhiều môn võ công như vậy? Trong lòng Văn Dũng Phu, mồ hôi đang lạnh chảy ròng ròng, ông ta nghĩ bụng, hơn nữa nó cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến, vậy mà thể lực vẫn còn dồi dào đến thế. Công phu này của Tề Đẳng Nhàn có được là nhờ hắn luyện tập bất kể ngày đêm, mỗi ngày hắn đều buộc sợi dây thừng lớn xoắn bằng keo đàn hồi thành một nút quanh bàn tay và chỉ dùng ngón tay để cởi trói. Sau mỗi một lần luyện tập, ngón tay của hắn đều nát bươm, máu thịt lẫn lộn. Văn Dũng Phu biết tình hình trước mắt đã đi đến nước sống còn. Cổ tay ông ta run lên, dùng thêm một chút lực, nện thẳng vào chính giữa lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn. Uỳnh! Một tiếng rền vang, nơi tiếp xúc giữa bàn tay của hai người họ bắt đầu xuất hiện những giọt nước li ti, những giọt nước này đều là mồ hôi. Ông ta tung ra cú đấm này, bỗng có cảm giác bàn tay Tề Đẳng Nhàn như vừa xuất hiện một cái bọc nhỏ, đều được ngưng tụ từ khí huyết. Sau khi đấm cú này, ông ta không thấy bàn tay hắn bị văng ra. Ngược lại là chính bàn tay ông ta đã trở nên tê dại khi đụng vào lòng bàn tay của hắn. Võ đang trưởng tâm lôi. Văn Dũng Phu chửi bới loạn xạ trong lòng, ông ta không thể nào nắm bắt được con đường võ học của người trước mắt, nó được pha tạp quá nhiều. Hự! Trong miệng Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, tiếng hét này lớn đến nỗi đất đá trên mặt đường cũng sóc nảy liên hồi. Trần Ngư bịt kín lỗ tai của mình, lùi ra sau mấy bước liên tiếp. Cảm thấy trong đầu mình ong ong, như thể màng nhĩ sắp bị âm thanh này chọc thủng. Tiếng gầm giận dữ này vừa dứt, Tề Đẳng Nhàn tức khắc sục sôi ý chí, khí thế áp đảo chẳng khác nào Sở Vương tay không kéo núi năm xưa. Tề Đẳng Nhàn bóp chặt nắm đấm của đối phương mà tiến về phía trước, dán thẳng vào cánh tay của mình, toàn thân tràn trề khí lực. Văn Dũng Phu cũng biết rõ mạng của mình đến đây là tận, trong quá trình Tề Đẳng Nhàn áp sát mình, ông ta liều mạng đấm thẳng. Cố hết sức để thoát ra khỏi bàn tay của Tề Đẳng Nhàn. Cơ thể của hai người va chạm với nhau, những âm thanh lớn và đáng sợ lại tiếp tục vang lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đều kiệt sức, cơ thể của họ lại va mạnh vào nhau, sau đó cả hai đều bay ngược lại không trung. Máu, máu của ai đây? Khoảnh khắc ngã văng ra xa, Văn Dũng Phu trông thấy máu tươi đang lơ lửng trên không trung, trong lòng tức khắc kinh hãi. Bây giờ thần kinh của ông ta đang tập trung cao độ, ông ta thậm chí không thể cảm nhận được chút đau đớn nào. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã ý thức được, máu này chính là của ông ta, bởi vì ông ta vừa định vung cánh tay ra để tiếp đất an toàn. Khi định vung tay, ông ta hoảng hồn phát hiện ra, cánh tay của ông ta đã biến mất. Tập trung nhìn cho kỹ, ông ta trông thấy Tề Đẳng Nhàn đang ôm một cánh tay to lớn. Giống như một cụ ông đi dạo chợ mua đồ ăn cầm theo một chiếc móng giỏ lợn lớn từ cửa hàng thịt. Vừa quay đầu lại, Văn Dũng Phu liền thấy cánh tay phải của mình đã bị chém đứt lìa, trông vào đó, ông ta có thể nhìn thấy máu thịt, có thể nhìn thấy các thớ cơ, xương cốt, mạch máu không đều. Sau đó, cơn đau dữ dội ập đến như thủy triều, ngập tràn trong não ông ta, khiến toàn thân ông ta bắt đầu co giật. Ông ta biết, nếu như ông ta bị nỗi đau đớn này đánh bại, vậy thì cái chết chính là điều không thể nghi ngờ. Vì thế, khi tiếp đất, ông ta lăn trên mặt đất hai vòng,
để lại máu tươi đầy đấy, tay trái ra sức chống đất, dùng chút sức lực cuối cùng, tung ra độc chiêu xanh thuyền kính tới, khiến cho cơ thể lùi về sau tới hơn 10 mét. Ngay sau đó, ông ta xoay người bỏ chạy, thất tha thất thểu, không dám dừng lại, tựa như một con chó nhà có tang bị người ta chặt mất đuôi. Thằng nhãi này thật đáng sợ, mình không nên đơn thương độc mã đối phó với nó. Cho dù những trận đánh trước đó đã khiến cho nó hao tổn không ít thể lực, nhưng nó cũng không phải người mình có thể ứng phó được. Nó quả thực là một cuốn bí kíp võ công sống, võ học của môn phái nào cũng thành thạo. Thiệt hại lớn quá rồi. Văn Dũng Phu vừa chạy vừa ôm lấy bả vai của mình, ông ta cố gắng điều hòa lại khí huyết, bịt kín mạch máu, ngăn cho máu tươi không chảy ra từ vết thương nữa. Có vẻ công phu luyện cả đời của ông ta đã trở thành vô dụng, không còn cánh tay phải, thân thể sẽ mất thăng bằng, khí huyết hao tổn quá nhiều, tương lai sẽ không còn sức mạnh đáng kính nể như xưa nữa. Lắp một cánh tay đao sao? Làm ơn đi, đó là chuyện xảy ra trong phim điện ảnh, cơ thể người bị khuyết tật, chắc chắn sẽ chẳng còn bước đi được trên con đường võ học này nữa. Văn Dũng Phu thở hồng hộc chạy vài cây số, thấy Tề Đẳng Nhàn không đuổi theo lấy mạng mình mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy việc bảo vệ Trần Ngư quan trọng hơn nhiều, cái mạng này của ông ta có lấy hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao bây giờ ông ta cũng đã trở thành một phế nhân. Sau khi ngồi xuống nghỉ ngơi, Văn Dũng Phu gọi một cuộc điện thoại, ông ta nói, bây giờ tôi đang ở đường ven biển Thanh Đường, tôi thất bại rồi. Nói xong câu này, ông ta buông điện thoại xuống, chờ người tới cứu viện. Không bao lâu sau, một chiếc xe Jeep đi về phía này, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra một gương mặt lạnh lùng. Văn sư phụ, ông cũng thất bại rồi sao? Bại dưới tay một tên nhãi vắt mũi chưa sạch sao? Người này mở miệng, lạnh giọng hỏi. Thưa ngài cá sấu, do ngài chưa được gặp tên nhãi này đó thôi, nó chính là một quyển bí kíp võ công sống sờ sờ, môn võ nào nó cùng nằm lòng như võ nhà nó vậy. Cách thức chiến đấu của nó cũng vô cùng đáng sợ, tôi vốn chẳng phải đối thủ của nó đâu. Văn Dũng Phu cười khổ. Người đàn ông được gọi là cá sấu khẽ nhíu mày bảo, như vậy tức là tới cả Trần Ngư ông cũng không thể giết được sao. Văn Dũng Phu lắc đầu, thật ra tôi đã đâm xe cho cô ta bị thương. Có điều vết thương như vậy không thể gây chết người. Tên họ Tề kia quá lợi hại, tôi đánh không lại nó, cũng không thể động tay vào Trần Ngư được. Cá sấu gật đầu, nói rằng, có còn gì muốn nói nữa không? Văn Dũng Phu nói, xin ngài lập tức sắp xếp người đưa tôi trở lại Thượng Hải, tôi ở chỗ này không an toàn một chút nào. Nếu không còn gì muốn nói nữa, vậy thì ông mau lên đường đi. Cá sấu bỗng nhiên nhếch mép cười, gương mặt trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Văn Dũng Phu kinh hãi, cả giận quát, ngài có ý gì? Một tiếng súng bất ngờ vang lên, khiến cho lũ chim đang đậu trong lùm cây bay tán loạn, tiếng vỗ cánh xôn xao khắp đất trời. Văn Dũng Phu dùng tay trái che lại ngực mình, ông ta đờ đẫn gục xuống đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ngày thường, ông ta có thể tránh được viên đạn này, nhưng sau khi bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho thương tích đầy mình, hơn nữa khí huyết cũng đã bị hao tổn quá nhiều. Đồng thời cũng buông lỏng đề phòng với kẻ đồng lõa trước mắt, cho nên mới bị kẻ này bắn cho một viên đạn. Tôi được gọi bằng cái tên cá sấu, bởi vì tôi là loài máu lạnh. Nếu như ông không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần bị diệt khẩu chứ. Cá sấu cất khẩu súng lục đi, nhàn nhạt nói. Văn Dũng Phu ngã ra mặt đất, ông ta nhìn đối phương bằng ánh mắt không cam lòng. Võ công của ông ta cao siêu, sức sống cũng vô cùng mãnh liệt. Sau khi bị một viên đạn găm thẳng vào tim, ông ta vẫn chưa chết ngay. Được, 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 Hồng Thiên Đô, quả nhiên là một kẻ ác độc, Văn Dũng Phu nghiến răng nghiến lợi, khoang miệng không ngừng ọc máu. Cá sấu nhếch mép cười bảo, ông không có tư cách đánh giá lão đại của chúng tôi. Văn Dũng Phu nói, các người sớm muộn gì cũng sẽ chết hết trong tay của tên nhãi họ Tề kia, các người sẽ không được chết tử tế đâu. Sau khi nói xong mấy lời không được chết tử tế kia, Văn Dũng Phu hoàn toàn tắt thở, ông ta nằm im không nhúc nhích, hai mắt vẫn còn trợn ngược, chết không nhắm mắt. Văn Dũng Phu đã ngồi trên cái ghế đà chủ của Long Môn Phân Đà Thượng Hải ngót nghét 30 năm, có thể nói ông ta đã sống một cuộc đời kiêu hùng, nhưng cho dù có chết ông ta cũng không ngờ bản thân sẽ lìa đời trong tình cảnh nhục nhã, uất ức tới mức này. Ông ta luôn cho rằng bản thân mình sẽ như Sở Vương hay Hạng Vũ trong sử sách, có một sự ra đi kinh thiên động địa, vô cùng oanh liệt, khí phách. Nhưng kết quả là,
thứ kết liễu tính mạng của ông ta lại chỉ là một viên đạn chỉ nhỏ nhoi vô tri vô giác mà thôi. Đúng là một tên bỏ đi, chút chuyện còn con này còn không hoàn thành được, còn dám nguyền rủa chúng tôi sao? Cá sấu cười lạnh, đóng cửa sổ xe, lái xe rời đi. Anh ta vừa lái xe vừa gọi điện thoại, nhàn nhạt bảo, mau truyền tin này ra bên ngoài, nói rằng Văn Dũng Phu đã chết, bị Tề Đẳng Nhàn đánh chết. Nhất định phải truyền tin này cho đồ đệ của ông ta, bọn họ phải là những người đầu tiên biết chuyện. Bây giờ nhiệm vụ lấy mạng Trần Ngư gặp phải đôi chút khó khăn, nếu như tiếp tục hành động, phía chính phủ cũng sẽ đứng ra can thiệp. Trận chiến kia của Tề Đẳng Nhàn và Văn Dũng Phu có thể nói là một trận chiến sinh tử, tuy rằng cuối cùng Văn Dũng Phu chạy thoát, nhưng hắn cũng không để bụng. Bởi vì đối với hắn mà nói, bây giờ Văn Dũng Phu đã trở thành một phế nhân. Đuổi giết một tên phế thải là một chuyện cực kỳ vô nghĩa, và lại lúc này bảo vệ Trần Ngư mới là nhiệm vụ tối quan trọng. Anh Tề này, anh không sao chứ? Trần Ngư thấy Tề Đẳng Nhàn cầm theo một cánh tay người, không kìm được lo lắng mà hỏi. Tôi không sao hết, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, tiện tay vứt cánh tay cụt lủn xuống đường, nhẹ nhàng như thể vứt một bọc rác vậy. Trần Ngư cười khổ, cuối cùng cô ấy cũng biết vì sao cha con nhà họ Tề có thể bảo vệ được Trần Khánh an toàn, có được bản lĩnh như vậy, quả đúng là quỷ thần cũng khó mà địch lại. Trải qua trận chiến này, thể lực của Tề Đẳng Nhàn cũng đã hao hụt nghiêm trọng, nhưng cũng may hắn không cảm nhận được nguy hiểm phía trước, nên mới thở phào nhẹ nhõm. Chỗ này đã rất gần Sơn Trang Vân Đỉnh rồi, chúng ta đi bộ tới đó thôi, từ đây tới đó chắc sẽ tốn khoảng 10 phút, cô có đi được không? Tề Đẳng Nhàn hỏi Trần Ngư. Tôi thì không vấn đề gì. Trần Ngư sửa sang lại trang phục và gương mặt của mình, hiện giờ trông cô ấy có vẻ hơi lôi thôi, nhưng khí chất bình tĩnh và tự tin vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Giọng nói trong trẻo nhã nhặn của Trần Ngư thậm chí còn có thể khiến cho người đang bối rối hoảng loạn bình ổn trở lại. Tề Đẳng Nhàn cười nói, nếu vậy thì chúng ta nhanh chân lên thôi, hy vọng sẽ gặp nguy hiểm gì nữa, đến cả tôi cũng mệt muốn chết rồi đây này. Trần Ngư nghe xong cũng cười khúc khích, cô ấy cảm thấy nếu như trong tình cảnh này vẫn có thể nở nụ cười, vậy thì cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Cuộc đời này nhiều đau khổ như vậy, hà cớ gì phải mặt ủ mày chau. Anh Tề quả đúng là một người anh dũng. Tôi thấy mấy vị tướng quân vang danh sử sách như Lữ Bố hay Lý Nguyên Bá kia có đội mổ sống dậy cũng chẳng so được với anh đâu. Trần Ngư nhẹ nhàng nói. Quá khen rồi, trước những lời có cánh này, Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ thong dong đáp lại đôi câu, không cảm thấy có gì để đắc ý. Hắn cảm nhận cơ thể mình cho thật kỹ, cũng còn may, nội tạng không bị thương, chỉ có chút chấn thương ở gân cốt mà thôi, mấy vết thương nhỏ như vậy, chỉ cần dùng hổ báo lôi M để chữa trị. Chưa tới 24 giờ đồng hồ đã có thể khôi phục hoàn toàn. Hắn còn phải tới Hồng Môn Yến do Từ Ngạo Tuyết bày ra nữa kìa, nếu như nội tạng xảy ra vấn đề gì, chỉ e tới lúc đó phải lựa thời cơ rút lui. Tuy rằng thi thoảng Tề Đẳng Nhàn hành xử rất điên, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, cũng hiểu rõ bốn chữ biết khó mà lui được áp dụng trong trường hợp thế nào. Chẳng bao lâu sau hai người đã tiến vào Sơn Trang Vân Đỉnh, men theo dọc đường quốc lộ mà đi về phía Thiên Cung Vân Đỉnh. Thường ngày nếu lái xe tới đây, Tề Đẳng Nhàn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng lần này đi bộ, quả đúng là một ngày khó nói hết. Cũng may khi lên tới sườn núi, một con ngựa ngọc màu xanh lam BMW xuất hiện, người lái xe là Lý Vân Uyển. Trông thấy Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, Lý Vân Uyển cả kinh, cô ấy hỏi, hai người hẹn nhau ăn cơm ở tận vùng tranh chấp Trung Đông đấy à? Sao lại thành ra thế này? Trần Ngư nở nụ cười bất đắc dĩ. Tề Đẳng Nhàn tặc lưỡi, đừng rong dài nữa, mau lên xe đi. Trần Ngư nghĩ bụng, ở phía đỉnh núi chỉ có một căn biệt thự, Lý Vân Uyển cũng đi về phía ấy, hình như mối quan hệ giữa hai người này không bình thường đâu nhỉ. Cô Trần Ngư, chuyện xảy ra ngày hôm nay có để lại ấn tượng sâu sắc gì hay không? Tề Đẳng Nhàn ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh Lý Vân Uyển, quay đầu lại nhếch miệng cười với Trần Ngư. Trần Ngư sửa sang lại mái tóc rối tung xóa sợi của mình, lắc đầu bất đắc dĩ, bảo rằng, xin lỗi, tôi cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên hỗn loạn tới mức ấy, vì để lấy mạng tôi, đám người kia đã phí không ít sức lực. Tề Đẳng Nhàn thở dài bảo, tình hình ở Nam Dương càng lúc càng trở nên căng thẳng, những thành viên quan trọng trong nhà họ Trần cũng phải cẩn thận hơn nhiều mới được. Gần đây tôi gặp phải rất nhiều rắc rối, những chuyện ở Nam Dương bây giờ đã ngoài tầm với của tôi rồi. Nhà họ Trần coi tôi là bằng hữu,
Tôi cũng xem từng thành viên của Trần gia là người chung chiến tuyến, hy vọng tất cả mọi người ở Nam Dương đều bình an, khỏe mạnh. Trần Ngư gật đầu đáp, cảm ơn anh Tề đã có lòng. Tề Đẳng Nhàn bỗng nghe được tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Vừa cầm điện thoại lên, hắn đã trông thấy tài khoản của mình vừa nhận thêm 10 tỷ USD, điều này khiến cho hắn ngẩn cả người, sau đó mới trông thấy tên của bên chuyển khoản là Trần Ngư. Trần Ngư cười nói, tôi biết hiện tại anh Tề không thiếu tiền, 1 tỷ USD này là khoản đầu tư tự do tôi gửi tới anh, khi nào anh hoàn lại cũng được, cũng không cần chia phần trăm hoa hồng cho tôi. Lý Vân Uyển đang lái xe nghe vậy thì bỗng sững sờ, gia tộc lớn này quả không uổng cái danh gia tộc lớn mà, xuống tay thật là hào phóng, chuyển bừa một lần cũng chuyển tận 1 tỷ USD, lại còn nói chuyện bằng giọng điệu khách khí như vậy. Đồng thời, trong lòng cô ấy cũng khâm phục Tề Đẳng Nhàn hơn gấp nhiều lần, cũng chỉ có người có sức hút như anh mới có thể kết giao với một người bạn như Trần Ngư vậy. Giữa bạn bè với nhau thì đừng nói tới tiền bạc, nhưng nếu như cô đã chuyển đi rồi thì tôi đành nhận vậy. Dù sao thì tôi cũng có nhiều kế hoạch cho sau này, cần phải dùng đến tiền. Tề Đẳng Nhàn nghĩ một lát rồi vui vẻ nhận lấy số tiền này, không từ chối nữa. Trần Ngư gật đầu, cô ấy cũng đánh giá Tề Đẳng Nhàn rất cao, vì anh không ra vẻ, giải quyết chuyện gì cũng vô cùng dứt khoát, cô ấy rất thích giao thiệp với người như vậy. Trong lòng Lý Vân Uyển không được vui cho lắm, tên này có kế hoạch gì mà phải dùng tới cả mớ tiền như vậy chứ? Sao hắn không nói cho cô ấy biết? Thật là đáng ghét quá đi mà. Đợi sau này có thời gian rảnh, nhất định cô ấy phải tìm hắn tính sổ mới được. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đậu ở trước cửa Thiên Cung Vân Đình. Lý Vân Uyển lái xe về phía gara, ba người lần lượt xuống xe. Vừa mới xuống xe, sắc mặt Tề Đẳng Nhàn bỗng dưng trở nên khó coi, lông tơ dựng đứng cả lên chẳng khác nào con thú sù lông. Hắn vươn tay ra, mỗi tay kéo một người, dẫn Lý Vân Uyển và Trần Ngư chạy thật nhanh. Tít, 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 tít. Hai cô gái bị Tề Đẳng Nhàn lôi đi, trên đường chạy, bọn họ nghe được tiếng nhịp tim hắn đập như trống trận. Hắn có vẻ đang rất căng thẳng. Sau khi rời khỏi nhà để xe và chạy liên tục hơn chục mét, cả ba người họ đều cảm thấy đằng sau lưng mình như trời rung đất lở. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Tề Đẳng Nhàn vác luôn hai cô gái lên vai mình mà khiêng đi. Hắn đặt một cái xẻng trên mặt đất và trượt đi khoảng 5 mét, sau đó ấn hai người họ vào bồn hoa đầy bùn đất, sau đó cũng tự mình nhảy vào. Sóng xung kích của vụ nổ tình cờ lướt qua vào ngay thời điểm này, làn sóng nhiệt dữ dội đã đốt cháy tóc của ba người họ. Trần Ngư và Lý Vân Uyển không hẹn mà cũng hét lên thảm thiết. Sau trận nổ dữ dội, Tề Đẳng Nhàn đen mặt ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu đã trông thấy căn biệt thự của mình đã bị nổ mất một nửa. Nửa còn lại cũng trở thành một mớ hổ lốn. 2 tỷ nhân dân tệ ơi, có nghe thấy tiếng vang không? Tề Đẳng Nhàn bỗng dưng không nhịn được mà bật cười. Sở Vô Đạo tiêu mất 2 tỷ mua lại Thiên Cung Vân Đỉnh, chỉ với một tiếng nổ vang trời, cả căn biệt thự đã tan thành mây khói. Lý Vân Uyển quay đầu lại, không nhịn được mà hỏi, anh cười cái gì vậy chứ? Vừa nãy suýt chút nữa chúng ta đã bị nổ banh xác đó. Tề Đẳng Nhàn hỏi ngược lại, tiếng 2 tỷ nhân dân tệ tan thành mây khói đó. Cô nghe mà không thấy vui tai sao? Lý Vân Uyển và Trần Ngư chố mắt nhìn nhau, đều nhận ra được vẻ bất lực và xót xa trong mắt đối phương, sao cái tên này lại giữ được tâm thái lạc quan tới vậy nhỉ? Giây tiếp theo, khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn tức khắc trở nên vô cùng khó coi, hắn nở nụ cười dữ tợn, nổ mất 2 tỷ của ông đây, cũng ra gì đấy nhỉ? Trần Ngư và Lý Vân Uyển lại đánh mắt nhìn nhau, người này thay đổi thật là nhanh, khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Anh Tề à, phí tổn của căn nhà cứ tính cho tôi là được. Trần Ngư trần trừ lên tiếng. Đám người kia làm vậy đều là vì cô ấy, vậy mà căn biệt thự của Tề Đẳng Nhàn lại gặp phải tai bay vạ gió, chuyện này cũng khiến cho cô ấy vô cùng áy náy. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy bèn lắc đầu, chuyện này không liên quan gì đến cô, nổ mất 2 tỷ nhân dân tệ của tôi. Tôi nhất định phải đánh chết cái đám chó đẻ này. Chọc giận nhị đương ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa nãy thật sự quá nguy hiểm, nếu như chậm một giây, chỉ e rằng chúng ta cũng bỏ mạng tại đó luôn. Đến bây giờ Lý Vân Uyển vẫn còn cảm thấy kinh hoàng, cô ấy lấy ra một gói khăn ướt, đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư và Lý Vân Uyển lau bụi bẩn trên mặt, nếu Tề Đẳng Nhàn không phản ứng đủ nhanh, thì bây giờ tất cả mọi người đều đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia rồi.
Tề Đẳng Nhàn cúi đầu phủi bụi đất trên người mình, hắn nói với Trần Ngư, nhất định phải điều tra ra được kẻ giáp tâm muốn hại cô là ai, đây không chỉ đơn giản là chuyện của Trần gia các người nữa, mà cũng là chuyện của tôi. Khi nói những lời này, hắn vô cùng phẫn nộ, vô cùng bực bội, bởi vì căn nhà của hắn đã bị người ta đánh bom thành đống đổ nát. Trần Ngư nghiêm túc gật đầu, đảm bảo rằng, anh Tề cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra ra được kẻ nào đang có ý đồ xấu với Trần gia chúng tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói lại kết quả điều tra với anh trước tiên. Tề Đẳng Nhàn thở dài, cất bước đi vào giữa đống phế tích, bắt đầu nhặt nhạnh một vài món đồ quan trọng. Cũng may, giấy chứng nhận nhà đất còn chưa bị phá hủy, tất cả đều được đặt trong một cái két sắt, hắn mở két sắt ra, sau đó lấy hết đồ vật bên trong. Ngay vào lúc này, cá sấu cũng được điện thoại, hay tin Trần Ngư và Tề Đẳng Nhàn đều bình an vô sự, điều này khiến cho anh ta ngẩn cả người. Làm tới vậy rồi mà cũng không giết được cậu ta sao? Xem ra người này không hề đơn giản, nếu như muốn tiếp tục ra tay, chúng ta cần phải suy nghĩ cho thật kỹ càng vào. Cá sấu vuốt cằm mình, nghĩ ngợi. Hoặc là tôi sẽ đích thân ra tay tiễn anh ta lên đường vậy. Sự tình đã tới nước này mới có thể xem như tạm được sóng yên biển lặng, tổ chức mà cá sấu gia nhập cũng không tiếp tục ra đòn tấn công Trần Ngư nữa. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi đống đổ nát, hắn đưa tất cả đồ đạc cho Lý Vân Uyển để cô ấy cất giữ, hắn mỉm cười bất đắc dĩ, được rồi, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ngủ ở gầm cầu. Trần Ngư cười bảo, chắc anh chưa tới mức không có cả tiền thuê phòng tổng thống trong khách sạn đâu nhỉ. Anh nên chi ra khoản này đi thôi. Dù sao trong tài khoản của anh vẫn còn 1 tỷ đô Mỹ tôi vừa gửi cơ mà. Lý Vân Uyển lắc đầu nói, hai người lạc quan thật đấy nhỉ, bây giờ tôi không thể nào cười đùa được. Mọi người đang nói chuyện thì trông thấy có mấy chiếc xe đang đi về phía này. Tề Đẳng Nhàn híp mắt, có người tới kìa, hình như là xe của chính phủ, không phải sát thủ. Tâm thái căng thẳng của Trần Ngư cũng được thả lỏng ít nhiều, cô ấy lạnh mặt nói, động thái của chính phủ Hoa Quốc thật là chậm quá đi thôi. Tề Đẳng Nhàn nói, dù sao thì Từ Ngạo Tuyết cũng có nhúng tay vào chuyện này, dùng thế lực ở đế đô để thao túng ít nhiều chuyện ở đây, chuyện này cũng vô cùng dễ hiểu thôi. Ánh mắt Trần Ngư lạnh như băng. Lý Vân Uyển nghiến răng nghiến lợi, bọn họ làm như vậy không phải là phí công vô ích sao? Nếu như Trần Ngư bỏ mạng tại đây, bọn họ cũng đâu được lợi lộc gì. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, hắn không nói gì, nhàn nhã đợi những chiếc xe kia đi về phía của mình. Những người vừa tới đây đến từ Cục An ninh Quốc gia, đại đa số người ở đây đều là quân nhân. Người đi đầu là Triệu Chính Hoa, Phó Cục trưởng của Cục An ninh Quốc gia, hiện đang công tác tại thành phố Trung Hải. Ông ta vừa xuống xe đã lập tức nghiêm mặt bước về phía Trần Ngư, trịnh trọng nói lời xin lỗi, thưa cô Trần, vô cùng xin lỗi vì đã khiến cô phải sợ hãi. Kể từ bây giờ, Cục An ninh Quốc gia chúng tôi sẽ toàn quyền phụ trách vấn đề an toàn của cô. Trần Ngư ngẩn cả người, trong ánh mắt xuất hiện thái độ không vui, bây giờ mới tới đây nói lời hay ý đẹp, vậy khi cô ấy gặp nguy hiểm, mấy người này chết ở đâu vậy chứ? Vừa nãy ở trên đường, cô và Tề Đẳng Nhàn bị một đám người cầm mã tấu đuổi giết, bọn họ đâu có gặp được người của phía chính phủ, sao bây giờ mọi chuyện đã yên ổn bọn họ mới vác mặt tới đây? Vị phó cục trưởng này tới thật là đúng lúc ghê, tới khi mới chuyện đã được giải quyết xong xuôi, lúc nhà của tôi bị đánh nát. Ông ở chỗ nào vậy chứ? Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười. Tâm trạng của hắn lúc này quả thực không tốt lắm, tuy rằng chuyện 2 tỷ đùng một cái đã biến mất tiêu làm hắn cảm thấy rất buồn cười, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không khóc chịu. Ánh mắt của Triệu Chính Hoa trở nên lạnh lùng, ông ta nói, Cục An ninh Quốc gia chúng tôi vô cùng cảm kích trước việc anh Tề đây dốc sức bảo vệ cô Trần an toàn, kể từ bây giờ, chuyện này sẽ do chúng tôi phụ trách, xin anh Tề hãy yên tâm. Trần Ngư lại nói, xin lỗi, tôi không tin tưởng được các người, tôi chỉ tin Tề Tổng. Kể từ bây giờ, tôi chọn đồng hành cùng với Tề Tổng, anh ấy có thể bảo đảm cho sự an toàn của tôi. Những lời này của Trần Ngư khiến cho đám người của Cục An ninh Quốc gia cảm thấy khá bất mãn. Cô ấy không thèm tin bọn họ, mà lại đi tin tưởng tên Tề Đẳng Nhàn kia sao? Hay cô ấy cảm thấy một mình Tề Đẳng Nhàn còn bảo vệ cô ấy tốt hơn bọn họ ư? Triệu Chính Hoa thấp giọng nói, Trần Tiểu Thư, chúng tôi là người của phía chính phủ, có đủ quyền hành và khả năng, cô không tin chúng tôi thì còn tin ai được chứ? Trần Ngư lãnh đạm lắc đầu, thái độ dành cho Triệu Chính Hoa hết sức không vui. Vào thời điểm cô ấy bị đuổi giết, bọn họ không hề thò đầu ra,
bây giờ sóng yên biển lặng, bọn họ tới đây làm gì nữa chứ? Tới lúc đó, chỉ e rằng công lao bảo vệ sự an toàn cho Trần Ngư cũng sẽ do bọn họ hứng hết. Vừa nãy khi tôi bị truy sát, cục trưởng Triệu ở đâu vậy chứ? Trần Ngư vuốt mái tóc của mình, nhàn nhạt hỏi. Lúc ấy tôi đang khua chiêng gõ trống sắp xếp nhân lực, chuẩn bị lực lượng vũ trang. Triệu Chính Hoa mặt không đỏ tim không run, khi nói ra lời này chẳng tỏ vẻ gì là hổ thẹn. Trần Ngư nói, vậy cục trưởng Triệu cứ tiếp tục sắp xếp đi thôi, Tề Tổng sẽ bảo vệ tôi an toàn, không cần ông phải nhọc lòng. Triệu Chính Hoa nói, đây là mệnh lệnh phía trên đưa xuống, tiểu thư Trần Ngư nhất định phải được chúng tôi bảo vệ. Xin lỗi, tôi là công dân của nước Nam Dương, không phải công dân Hoa Quốc, không cần nghe theo mệnh lệnh của chính phủ Hoa Quốc. Trần Ngư cười lạnh. Ngay lúc này, Tề Đảng Nhàn đột ngột đứng dậy, hắn ngáp một cái, nói rằng, nếu như các người không có chuyện gì khác muốn nói thì mau cút đi, hôm nay tôi rất mệt, muốn được nghỉ ngơi sớm một chút. Mặt mày Triệu Chính Hoa tối sầm lại, nếu như không đón được Trần Ngư, vậy thì đối với ông ta mà nói, đây chính là tội thất trách, sẽ bị cấp trên coi là một kẻ không đủ năng lực. Khi phát hiện ra sự việc này, ông ta không lập tức phái người tới đây bảo vệ Trần Ngư. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại gì đến việc ông ta kiếm chút lợi lộc khi sóng yên biển lặng. Tề Tổng, phiền anh tôn trọng chúng tôi một chút, chúng tôi là người của chính phủ Hoa Quốc, hơn nữa đây cũng là công vụ, là mệnh lệnh của cấp trên. Triệu Chính Hoa quay đầu, lạnh giọng nói với Tề Đằng Nhàn. Ông có nhiệm vụ thì liên quan gì đến tôi, Trần Tiểu Thư người ta không muốn tiếp nhận sự bảo vệ của các người, bởi vì cô ấy không tin tưởng các người chút nào. Tề Đằng Nhàn cười lạnh. Gương mặt Triệu Chính Hoa đen như đít nồi, ông ta lạnh lùng nói, nếu Tề Tổng cứ một hai phải chống đối chúng tôi, vậy thì chúng tôi chỉ đành sử dụng biện pháp mạnh với anh trước, sau đó mời Trần Tiểu Thư đi theo chúng tôi về Cục An ninh Quốc gia vậy. Trần Ngư không kìm được cơn tức, cô ấy nói, khi nãy chuyện xảy ra hỗn loạn như vậy, đâu đâu cũng là đám người máu lạnh muốn lấy cái mạng của tôi, tại sao tới cái bóng của các người tôi cũng chẳng nhìn thấy. Bây giờ mọi chuyện đã tạm yên ổn. Các người lại bắt tôi phải đi theo, để các người bảo vệ hay sao? Còn nữa, các người định sử dụng biện pháp gì với người vừa bảo vệ tôi? Hừ, rốt cuộc các người là quan chức nhà nước, hay là phường đầu trộm đuôi cướp vậy? Lời Trần Ngư nói khiến cho Triệu Chính Hoa cực kỳ mất mặt, nhưng ông ta vẫn tiếp tục vờ như không nghe thấy, sau đó lại quay sang nhìn Tề Đảng Nhàn bằng ánh mắt uy hiếp. Một lát sau, Triệu Chính Hoa thấp giọng nói, thân phận của Trần Tiểu Thư đặc biệt. Chính phủ nước ta đều chú ý đến sự an toàn của cô ấy, hơn nữa cô ấy đang gặp mối nguy hiểm lớn như vậy, nếu Tề Tổng cứ khăng khăng muốn để cô ấy ở lại bên cạnh mình, vậy thì tôi không thể không nghi ngờ Tề Tổng có ý đồ xấu, là một phần tử gây nguy hại đến Hoa Quốc. Cục trưởng Triệu, rông dài với đám đần độn này làm gì, lập tức đưa Trần Tiểu Thư đi thôi, nếu như anh ta dám cản trở, xử tội ngay tại chỗ cũng được. Đúng thế, Cục An ninh Quốc gia chúng ta thi hành công vụ. Sao phải lải nhải với đám dân đen này, nếu anh ta không vui thì cứ động tay động chân xem. Tên họ Tề kia, tôi khuyên anh nên biết thức thời một chút, cho dù anh có lắm tiền nhiều của cũng vô dụng thôi, chúng tôi là thành viên của Cục An ninh Quốc gia, quyền thế rất lớn, nếu như anh còn dám khiêu khích, vậy thì đừng có trách chúng tôi. Đám tay chân của Triệu Chính Hoa sôi nổi lên tiếng, bọn họ đều nhìn Tề Đảng Nhàn bằng ánh mắt bất thiện. Tề Đảng Nhàn Triệu Chính Hoa nói vậy. Sau đó lại nghe được mấy lời kia từ đám tay chân của ông ta, trên mặt bỗng nhiên lại xuất hiện ý cười, hắn nói, uy hiếp tôi đấy à? Triệu Chính Hoa lạnh lùng nói, dù thế nào đi nữa Trần Tiểu Thư cũng phải đi theo Cục An ninh Quốc gia, ai dám cản trở thì chính là kẻ gây nguy hiểm đến Hoa Quốc, là kẻ địch của Cục An ninh Quốc gia. Lý Vân Uyển im lặng từ nãy tới giờ cũng không nén được lửa giận, bực bội nói, đây là logic của ăn cướp à? Khi chúng tôi cần, các người đâu có ở đây? Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, các người lại trơ mặt xuất hiện, còn uy hiếp chúng tôi nữa. Triệu Chính Hoa làm vẻ mặt lãnh đạm, ông ta nói, chúng tôi cứ như vậy đấy, bởi vì chúng tôi là Cục An ninh Quốc gia. Tất cả những chuyện chúng tôi làm đều là vì sự an nguy của mọi người, nếu có ý kiến, cô có thể đi khiếu nại. Đương nhiên Triệu Chính Hoa biết thái độ của mình như vậy sẽ đắc tội Trần Ngư, nhưng cũng chẳng sao hết, đắc tội thì cứ đắc tội thôi, dù sao Trần Ngư cũng chẳng phải người của Hoa Quốc. Tuy rằng Trần gia có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không thể dễ dàng nhúng tay vào chuyện của Hoa Quốc. Lý Vân Uyển lập tức bị thái độ của ông ta chọc cho tức sôi máu, đám người có đặc quyền này thật là ghê gớm quá đi.
đúng là muốn làm gì thì làm. Tôi xin lặp lại lần cuối, nếu Trần Ngư đồng ý đi theo các người, vậy thì các người cứ việc đưa đi. Nhưng nếu như cô ấy là không muốn, vậy thì có tôi ở đây, không có kẻ nào được phép khiến cô ấy khó xử. Tề Đẳng Nhàn nhìn Triệu Chính Hoa, thái độ lạnh nhạt, hai tay đút túi, trên mặt không có bất cứ biểu cảm này. Lời hắn nói khiến cho đám người của Cục An ninh Quốc gia đồng loạt cười phá lên. Ha ha ha, cậu ta nghĩ mình là ai vậy chứ, đúng là chuyện khôi hài, lời như vậy mà cũng dám nói ra sao? Anh thật sự nghĩ rằng với mấy đồng tiền bẩn thỉu kia, anh có thể gây ra sóng gió gì với Cục An ninh Quốc gia sao? Hôm nay chúng tôi nhất định phải đưa cô Trần Ngư đi, có là ai thì cũng không giữ lại được. Triệu Chính Hoa còn đi thẳng về phía Tề Đẳng Nhàn, đưa một tay lên ghé vào lỗ tai mình, ông ta nói, anh nói cái gì? Nói lớn lên một chút đi, tôi không nghe rõ. Tề Đẳng Nhàn thấy thái độ ngông cuồng này của ông ta, hẳn gật đầu cười, hắn mở miệng, hét lớn khẩu hiệu của Phật môn. Gầm. Sắc mặt Triệu Chính Hoa lập tức thay đổi, ông ta cảm thấy đầu ong ong, màng nhĩ như muốn thủng một lỗ trước âm thanh đinh tai nhức óc này. Á! Triệu Chính Hoa hét thảm một tiếng, sau đó bịt chặt lỗ tai, lui về phía sau vài bước. Đám thuộc hạ của ông ta cũng bị tiếng thét của Tề Đẳng Nhàn làm cho hoảng sợ, lỗ tai vẫn còn ong ong, chứ đừng nói tới Triệu Chính Hoa dán lỗ tai tới bên miệng hắn. Chỉ có thể nói hành động này của hắn vô cùng đáng sợ. Dung tích phổi của Tề Đẳng Nhàn lớn tới mức đáng sợ, mỗi một nhịp thở đều đưa vào phổi những luồng khí khổng lồ, nếu không hắn cũng không thể hét ra âm thanh vang vọng như vậy. Với âm độ này của hắn, cho dù chỉ a một tiếng thật bình thường người khác cũng không chịu nổi, huống chi là khẩu hiệu Phật môn kia. Sắc mặt Triệu Chính Hoa tái nhợt, ông ta có cảm giác trái tim mình như muốn nứt ra, màng nhĩ cũng vô cùng đau đớn, một lát sau, ông ta cảm thấy bàn tay mình ấm ấm. Có chất lỏng chảy ra khỏi kẽ tay đang ôm tai của ông ta. Để tay ra trước mắt, ông ta trông thấy một màu máu đỏ tươi. Chỉ với tiếng hét kia, màng nhĩ của ông ta đã bị xuyên thủng, lỗ tai phải chịu thương tổn nặng nề. Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười dữ tợn, hỏi Triệu Chính Hoa, bây giờ ông đã nghe rõ chưa? Khuôn mặt của Triệu Chính Hoa dần trở nên hung dữ, lỗ tai này của ông ta bây giờ như đã bỏ đi, về sau chỉ có thể nghe được một bên. Nửa còn lại đã điếc hẳn. Con mẹ nó, mày thật to gan. Triệu Chính Hoa tức tối gào lên. Ông ta thật sự không ngờ lá gan của Tề Đẳng Nhàn lớn tới mức ấy. Hắn cả gan đối đầu với chính quyền nhà được, không để phó cục trưởng của Cục An ninh Quốc gia thành phố Trung Hải này vào mắt. Đám đặc vụ xung quanh cũng tỏ vẻ không vui, bàn tay lập tức đặt lên khẩu súng dắt bên eo đợi lệnh. Tề Đẳng Nhàn bước một bước về phía trước, túm lấy cổ áo Triệu Chính Hoa. Giơ tay lên vả cho ông ta một cái. Chát! Triệu Chính Hoa lập tức bị cái tát này của Tề Đẳng Nhàn đánh cho lăn mấy vòng trên mặt đất. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, lúc nãy các người đã làm gì hả? Sao bây giờ lại dám giễu võ dương oai trước mặt ông đây? Có trông thấy nhà của ông đây không? Bây giờ đã nát thành thứ gì rồi? Mày vẫn còn mặt mũi đứng trước mặt ông đây mà huyên thuyên về sự an toàn của người dân à? Đúng là đã bực sẵn trong người còn phải gặp đám người đần độn như chúng mày, ông đây sợ cả đêm không được yên giấc mất. Trần Ngư sợ ngây cả người, cô ấy cảm thấy Tề Đẳng Nhàn xử sự như vậy rất ngang tàng, cho dù là Trần gia cũng chưa chắc dám lộng hành tới mức không nể nang chính quyền như vậy. Tuy rằng cô ấy cũng rất bất mãn với đám người Triệu Chính Hoa, nhưng cùng lắm cũng chỉ thể hiện sự bất mãn qua lời nói, chứ không thể hiện qua hành động như Tề Đẳng Nhàn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại thật ngang tàng. Cho dù đông người như vậy, hắn cũng dám động thủ để thể hiện sự khó chịu của mình, hét thủng màng nhĩ người ta, sau đó còn vả cho người ta một cái. Đoàng! Một tên đặc vụ lấy lại tinh thần, lập tức giơ súng lên, bắn chỉ thiên một tiếng ra hiệu cảnh báo. Những đặc vụ còn lại cũng dần phản ứng lại sau chuyện vừa rồi, đều đồng loạt rút súng ra và chĩa về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn bị mười mấy khẩu súng chĩa vào đầu chỉ trong nháy mắt. Nhưng vẻ mặt của hắn lại vô cùng lạnh nhạt, dường như chẳng sợ hãi chút nào. Triệu Chính Hoa bò dậy từ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, mày cũng được đấy nhỉ. Bây giờ đánh thêm cái nữa tao xem nào. Tề Đẳng Nhàn cười đáp, bị nhiều súng như vậy chĩa vào đầu, đương nhiên tao không lộng hành được nữa. Triệu Chính Hoa nở nụ cười dữ tợn, mày cũng biết sợ đấy à. Vừa nãy mày đánh tao thế nào, bây giờ tao sẽ trả lại cho mày gấp 10 lần. Sau khi nói lời này,
Ông ta đột ngột bước phăm phăm về phía trước, túm lấy áo Tề Đẳng Nhàn. Tối ngày hôm nay Tề Đẳng Nhàn đã phải trải qua vô vàn trận đấu, hơn nữa khi nãy còn bị cú nổ kia làm cho hoảng hồn, trận nổ mãnh liệt kia đã phá hỏng áo khoác của hắn, bây giờ trông nó chẳng khác gì vỏ cây bị nướng giòn. Triệu Chính Hoa vươn tay kéo một cái, chỗ vải vụn kia soạt một tiếng, rơi xuống khỏi người Tề Đẳng Nhàn. Sau khi lớp áo khoác bị cởi bỏ, lớp quân phục màu đen bên trong cũng dần lộ ra. Triệu Chính Hoa một tay túm lấy cổ áo Tề Đẳng Nhàn, một tay giơ lên toan cho hắn một cái tát, vừa định tát vào mặt hắn thì đôi con ngươi của ông ta đột nhiên co rút liên hồi. Đôi mắt ông ta bị ánh sáng vàng trên vai Tề Đẳng Nhàn làm cho chói mắt. Đám đặc vụ xung quanh cũng xôn xao ồ lên mấy tiếng, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Sao vậy, không định đánh nữa à? Tề Đẳng Nhàn nút hai tay vào túi, nhìn Triệu Chính Hoa bằng ánh mắt lạnh lùng, đừng khách sáo mà, đánh thẳng vào mặt này. Cánh tay Triệu Chính Hoa khựng lại giữa không trung, đánh cũng không được, mà buông cũng không được, ông ta xấu hổ chết đi được, nên nhất thời chỉ có thể đơ ra tại chỗ. Chuẩn tướng, sao có thể, sao tên nhãi này có thể là chuẩn tướng được chứ? Chưa nói đến chức vị, cậu mau nhìn ký hiệu phía trước của huân chương kia đi, đó là ký hiệu của Bộ Quốc phòng đó. Bộ Quốc phòng là một khu vực đặc thù, quyền lực vô cùng lớn, cho dù là tướng lĩnh ở đâu cũng phải kính nể mấy phần. Ôi trời ạ, tên nhãi nhài không phải doanh nhân bình thường sao? Vậy thì thân phận chuẩn tướng của Bộ Quốc phòng này từ đâu ra chứ? Đùa cái gì vậy hả? Đám đặc vụ lập tức phát điên ngay tại chỗ, bọn họ không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại có thân phận quan trọng và đáng sợ như vậy. Cục an ninh quốc gia bọn họ sợ nhất là gặp phải xung đột với người của Bộ Quốc phòng. Lần trước bọn họ bắt giữ một tên lính cấp thấp của Bộ Quốc phòng, kết quả là xe tăng của đám người ấy lao thẳng vào căn cứ của bọn họ. Gương mặt Triệu Chính Hoa run rẩy liên hồi, cuối cùng ông ta vẫn không có dũng khí giáng cú tát của mình lên mặt hắn. Chuẩn tướng của Bộ Quốc phòng, địa vị này quá lớn, ông ta chỉ là một phó cục trưởng còn con, không dám dây vào kẻ đáng sợ như vậy. Cút đi, Tề Đẳng Nhàn cười lạnh một tiếng, dùng chân đá vào bụng Triệu Chính Hoa đá cho ông ta lăn thẳng ra xa. Nhưng lần này lại không có kẻ nào dám nổ súng, thậm chí có mấy tên còn lẳng lặng cất súng đi. Nếu như Tề Đẳng Nhàn là người của quân đội, hơn nữa còn là người của Bộ Quốc phòng, vậy thì đúng là kẻ không thể mạo phạm được, bọn họ không muốn chuyện bị xe tăng cán cổng kia lặp lại một lần nào nữa, thật là mất mặt. Không ngờ thân phận này của Tề Đẳng Nhàn lại đáng sợ như vậy, đám người kia không dám làm gì luôn. Lý Vân Uyển thấy Tề Đẳng Nhàn vừa lộ quân phục đã dọa cho đám người kia sợ mất mật. Cô ấy cũng thấy sảng khoái vô cùng. Triệu Chính Hoa ôm bụng đứng dậy, vẻ mặt rất không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu như đối phương là một giáo quan, vậy thì ông ta còn dám làm trò một chút, nhưng hắn lại là một chuẩn tướng. Bây giờ để tôi bảo vệ Trần Ngư, các người còn cảm thấy không an toàn nữa không? Tề Đẳng Nhàn nhẹ giọng hỏi. Mọi người ở đây đều im bặt, sắc mặt khó coi không tả nổi, nhịp thở cũng trở nên dồn dập vì căng thẳng. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, nếu như không còn việc gì nữa thì mau rời khỏi đây đi, nhà của tôi bị người ta đánh bom, bây giờ tôi đang vô cùng bực bội, đừng có lao đầu vào họng súng của tôi nữa. Triệu Chính Hoa cắn chặt răng, ông ta vung tay, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Nếu Trần Tiểu Thư đã có chuẩn tướng của Bộ Quốc phòng bảo vệ, vậy thì cũng không đến lượt chúng ta ra mặt. Dứt lời, ông ta xoay người lên xe. Trong lòng Triệu Chính Hoa vô cùng hối hận. Nếu sớm biết như vậy, ông ta nhất định sẽ không tới đây. Xảy ra xung đột như vậy, chưa nói đến việc ông ta không được chút công cán gì, còn bị điếc mất một tai, bị đánh tơi tả, mất hết thể diện. Đoàn xe vừa mới lên núi chưa được bao lâu đã cun cút rời đi, quả là đến nhanh mà đi còn nhanh hơn. Trần Ngư thấy đám người kia bỏ đi hết mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy bây giờ một thân một mình ở đất nước xa lạ, ngoài chủ Tề Đẳng Nhàn. Cô ấy chẳng thể trong sự tin tưởng cho bất kỳ ai khác. Cho dù là Cục An ninh Quốc gia, cô ấy cũng chẳng còn lòng tin nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.